Chương 1201, lộ ra manh mối. Chủ nhân, dòng suy nghĩ của người không yên, đã xảy ra chuyện gì? Đề Hồn mở mắt nhìn lại, hỏi. Đề Hồn, người chú ý 6 người chỗ phòng khách quý kia, tốt nhất hãy nghĩ biện pháp dò xét thân phận của bọn chúng một chút, thêm mục đích tới đây là gì? Hàn Lập truyền âm nói ra. Đề Hồn mặc dù không rõ dụng ý Hàn Lập, vẫn gật đầu, thường xuyên chú ý tới chỗ kia. Ngay lúc này, cửa phòng khẽ động, một nữ đạo sĩ mặc đạo bào xanh biếc, đi theo Lam Mi đến. Nữ đạo sĩ này rõ ràng là một vị đại la cảnh, nhìn có chút trẻ tuổi, hai gò má hồng nhuận phơn phớt giống như hoa sen, trong lúc đi lại tỏa hương khí bốn phía, tựa hồ cũng không phải là tu sĩ nhân tộc, mà là thảo mộc yêu tinh hóa hình. Thạch đạo hữu hữu lễ, thiếp thân là chấp sự trưởng lão của Nhật Nguyệt Các, đạo hữu gọi ta Hà Hoa Tiên Nương là được. Nữ đạo sĩ liếc mắt Kinh Lôi Thạch bên cạnh một chút, ánh mắt hơi sáng lên, nhưng rất nhanh liền thu tầm mắt lại, nhìn Hàn Lập cười khẽ nói. Hà Hoa Tiên Tử không cần phải khách khí, những Kinh Lôi Thạch này của ta, Nhật Nguyệt Các thu mua được không? Hàn Lập nhàn nhạt gật đầu, hỏi. Thạch đạo hữu nói đùa, đừng nói mười mấy khối Kinh Lôi Thạch này, dù là hơn ngàn khối vạn khối, Nhật Nguyệt Các ta cũng thu được. Hà Hoa Tiên Nương vén một ít tóc rủ xuống thái dương, cười nhạt nói ra. Nội tình Nhật Nguyệt Các quả nhiên thâm hậu, vậy thì mời Hà Hoa Tiên Tử cho cái giá a. Hai hàng lông mày Hàn Lập nhếch lên, cười nói. Ánh mắt Hà Hoa Tiên Nương đảo qua trên mười mấy khối Kinh Lôi Thạch, rất nhanh thu tầm mắt lại. Thạch đạo hữu, phẩm chất mười mấy khối Kinh Lôi Thạch này bất phàm, trọng lượng cũng không nhỏ, như vậy đi, mỗi khối Kinh Lôi Thạch xem như 150 vạn tiên nguyên thạch, 13 khối nơi này của ngươi, hết thảy 1900 vạn tiên nguyên thạch, lấy số nguyên đi, 20 triệu tiên nguyên thạch, như thế nào? Hà Hoa Tiên Nương kiểm kê rõ ràng, vẻ mặt tươi cười nói. Hàn Lập sớm đã nghe qua giá cả Kinh Lôi Thạch, vốn cho là có thể bán được 1500 vạn cũng không tệ rồi, bây giờ lại bán được 2000 vạn tiên nguyên thạch, hắn tự nhiên không có ý kiến gì. Hà Hoa Tiên Tử làm ăn sảng khoái, trong tay Thạch Mỗ còn có một số vật liệu muốn bán nữa. Một tay Hàn Lập phất lên, lại lấy ra một đống vật liệu, đó là rất nhiều vật liệu trước kia thanh lý trong hoa chi không gian, còn lại một ít vật phẩm không tốt bán ra. Hắn đặt bán những thứ này ở trên Luân Hồi Điện, nhưng những năm qua cũng không bán được bao nhiêu, dứt khoát hôm nay đồng loạt xử lý. Thạch đạo hữu, những vật này ngược lại có chút lộn xộn, bất quá trong đó cũng có mấy món không tệ. Như vậy đi, ta thu toàn bộ hết, 400 vạn tiên nguyên thạch, như thế nào? Ánh mắt Liên Hoa Tiên Nương quét qua, lập tức nói ra. Hàn Lập cũng không trả giá, nhẹ gật đầu, có lẽ hắn ăn một chút thiệt thòi nhỏ, bất quá có thể duy nhất một lần bán ra hết cũng đỡ phiền lòng. Một phen mua bán xong, trên thân Hàn Lập lại có thêm hơn 2400 vạn tiên nguyên thạch, cơ hồ kiếm lại số vừa mới tiêu hết, tâm tình cũng cực kỳ vui sướng. Liên Hoa Tiên Nương sau khi mua bán xong, cũng không ở lại đây lâu, rất nhanh dẫn Lam Mi cáo từ rời đi. Chủ nhân, hai người Liên Hoa Tiên Nương vừa đi, Đề Hồn lập tức nói với Hàn Lập. Phát hiện cái gì hả? Hàn Lập truyền âm hỏi. Những người kia trong khoảng thời gian này không có nói chuyện, ta không thám thính được tin tức gì, bất quá thân phận một người trong số 6 người kia, ta đã biết rõ, ngươi cũng biết. Đề Hồn nói ra. A, là ai? Hàn Lập hỏi. Chính là Lam Nhan mà lúc trước chúng ta gặp ở trong Tuế Nguyệt Tiên Phủ. Đề Hồn đáp. Lam Nhan, ngươi chắc chắn chứ? Hàn Lập khẽ giật mình, lập tức truy vấn. Sẽ không sai, lúc trước ta chỉ lo dò xét 3 động thần hồn người đấu giá kia, không bận tâm những người khác, ta vừa mới tra xét kỹ lưỡng 5 người khác một chút, thần hồn 3 động của một người trong đó khẳng định là Lam Nhan không thể nghi ngờ. Thần sắc Đề Hồn tỏ vẻ chắc chắn, Hàn Lập biết cảm giác thần hồn của Đề Hồn linh mẫn không gì sánh được, sẽ không sai, lập tức chậm rãi gật đầu. Lam Nhan chính là người Cửu Nguyên Quan, 5 người khác 89 phần 10 cũng là thủ hạ Cửu Nguyên Quan, chỉ là bọn người Lam Nhan tới nơi này làm gì? Ngươi tiếp tục dò xét động tĩnh những người kia, có bất kỳ phát hiện gì liền báo cho ta biết. Hàn Lập hơi im lặng, sau đó dặn dò Đề Hồn. Chủ nhân yên tâm, cấm chế của bọn chúng trong phòng kia không ngăn được cảm giác của ta. Đề Hồn bảo đảm nói. Hàn Lập giao những người kia cho Đề Hồn, tiếp tục quan sát đấu giá phía dưới. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đấu giá rất nhanh lại qua 10 vòng. Một kiện bảo vật dưới đây là một thú hạch tam thúc kim ô thái ất đỉnh phong, ẩn chứa lực lượng hỏa diễm vô cùng vô tận. Có thể dùng để luyện chế tiên khí, cũng có thể dùng để tu luyện tăng lên hỏa diễm nguyên khí. Bảo vật này giá quy định 300 vạn tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Lão giả mập mạp lại tuyên bố một kiện vật đấu giá, đó là một viên thú hạch to bằng cái miệng chén có màu đỏ vàng, tản mát ra hào quang chói sáng giống như mặt trời. Nhãn tình Hàn Lập sáng lên, vật này đúng là vật lúc trước hắn nhìn chúng, dự định mua cho Tinh Viêm đồng tử khôi phục. Thú hạch tam túc kim ô này mặc dù cũng coi là chân phẩm, nhưng so với những bảo vật khác thì kém rất nhiều, có vẻ hơi bình thường, cho nên người ghế khách quý cơ bản không ai xuất thủ, tham dự cạnh tranh phần lớn là người trong hội trường phía dưới. Hàn Lập hơi tăng cao giá tiền một chút, dễ dàng đè xuống những người phía dưới kia, lấy 500 vạn tiên nguyên thạch mua vật này, xong hắn ném vào không gian hoa chi. Ánh lửa trên thân thể tinh viêm đồng tử chớp động, hóa thành hình thái tinh viêm hỏa điểu, một ngụm nuốt viên thú hạch này vào, vui mừng kêu lên vài tiếng, sau đó bay vào chỗ sâu trong không gian hoa chi, luyện hóa thú hạch. Giờ phút này, trên đài đấu giá lại lần nữa mang lên bảo vật đấu giá tiếp theo, đó là một hộp ngọc dài màu đen, phía trên dán đầy phù lục, phong ấn cực kỳ kín, nhưng vẫn có một cô âm hàn quỷ lực từ trong hộp ngọc thẩm thấu ra. Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, ngồi ngay ngắn lại, mặt Đề Hồn bên cạnh cũng lộ sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn về hộp ngọc phía trên đài. Lão giả mập mạp nói lẩm bẩm, bấm niệm pháp quyết phá vỡ phong ấn trên hộp ngọc, mở nó ra, lộ ra một kiện sáo ngắn đen nhánh bên trong. Kích thước cây sáo cũng không hoàn toàn đều đặn, nhìn tựa hồ giống như là dùng một đoạn xương đùi chế thành, một đầu còn có một cái đầu lâu, trông cực kỳ tà dị. Một cô âm hàn quỷ lực cường đại ở trên bộc phát ra, trong quỷ lực còn kèm theo tiếng gầm rú ô ô quái dị, khiến cho người ta nghe vào, trong đầu như là có một cái cưa đang cưa nghiền nát, cắt chém thần hồn, khổ sở gần như thổ huyết. Lão giả mập mạp vội vàng vung tay lên, trên đài đấu giá dâng lên một mảnh bạch quang, hình thành một màn sáng màu trắng bao cây sáo ngắn màu đen lại, mọi người dưới đài lúc này mới dễ chịu một chút. Món bảo vật tiếp theo này tên là Tán Hồn Quỷ Địch, cũng là chí bảo quỷ đạo, chính là Nê Lê Thượng Nhân Tổ Sư Vạn Quỷ Tông ở Minh Hải Tiên Vực tự tay luyện chế tứ phẩm tiên khí, chỉ là bất quá năm đó một trận chiến ở U Minh Hải, Nê Lê Thượng Nhân bại dưới tay Thái Bạch Kiếm Tông Mộ Dung Tiên Tử, Tán Hồn Quỷ Địch cũng bị tổn thương, rơi xuống ngũ phẩm, nhưng uy năng vẫn vượt xa ngũ phẩm tiên khí bình thường. Chư vị cũng vừa mới nhìn thấy, cây sáo này uy năng quá cường đại, mà hiệu quả chủ yếu chính là công phạt thần hồn, biểu diễn ở ngay đây thì không ổn, sẽ bắt đầu đấu giá cái này, giá quy định 1000 vạn tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Lão giả mập mạp giới thiệu sáo ngắn màu đen này, sau đó tuyên bố đấu giá bắt đầu. Trong lòng Hàn Lập đầu tiên là vui mừng, nhưng lập tức lại nhăn mày lại. Sáo đen ngắn này chính là kiện tiên khí thứ hai Đề Hồn xem trọng, bất quá trên miếng ngọc giản kia chỉ nói là cây sáo này là tiên khí công kích thần hồn, không ngờ vậy mà còn có lai lịch quá lớn, trước kia lại là tứ phẩm tiên khí. Nếu vậy, giá tiền bảo vật này sợ rằng sẽ đắt hơn U Minh Quỷ Trảo nhiều lắm, trên người hắn bây giờ mặc dù có trên dưới 4000 vạn tiên nguyên thạch, cũng chưa chắc đấu giá được. Thời điểm Hàn Lập suy xét, đấu giá đã bắt đầu, chỉ mới qua mấy lượt, giá tiền cũng đã tăng tới 2000 vạn. 2500 vạn, ý niệm trong lòng Hàn Lập chuyển động, đưa tay ra một cái giá cao, một lần đề cao 500 vạn. Tiên nguyên thạch trên người hắn không quá sung túc, chỉ có thể lớn tiếng dọa người, hy vọng có thể dọa lùi những người đấu giá khác. Quả nhiên, Hàn Lập lần này nâng giá, toàn bộ hội trường yên tĩnh lại, không ít người mặt lộ vẻ khiếp sợ, không tiếp tục ra giá. 2800 vạn, một thanh âm băng lãnh vang lên, bất ngờ chính là người trước đó cùng hắn tranh đoạt U Minh Quỷ Trảo kia. Hàn Lập nhíu mày, đang muốn ra giá đè xuống. 3000 vạn, một thanh âm lãnh ngạo khác vang lên, lại là từ trong một gian phòng khách quý khác truyền ra. Hàn Lập nhìn qua, ngồi bên trong là một nam tử trẻ tuổi mặc áo lam, khí độ bất phàm. 3300 vạn, Hàn Lập đưa tay hô, 3400 vạn, nam tử áo lam nhíu mày, nhìn thoáng qua chỗ ngồi Hàn Lập, trầm giọng nói ra. 3600 vạn, thanh âm lạnh như băng kia vang lên lần nữa, dáng vẻ tình thế bắt buộc. Mà thân thể nam tử áo lam kia lắc một cái, không còn lên tiếng. 4000 vạn, Hàn Lập quả quyết quát, đám người hội trường xôn xao, tất cả đều nhìn về phía chỗ khách quý nơi Hàn Lập, trong miệng bàn tán ầm ĩ. Trước đó Hàn Lập lấy 3000 vạn tiên nguyên thạch đấu giá được U Minh Quỷ Trảo, trong ký ức mọi người vẫn còn mới mẻ, giờ phút này theo như lời bàn tán đều là hiếu kỳ thân phận Hàn Lập, cùng sợ hãi thán phục tài lực phong phú của hắn. Hàn Lập không để ý đến đám người hội trường, con mắt âm thầm nhìn về phía chỗ ngồi khách quý bọn người Lam Nhan. Phòng khách kia nhất thời không có động tĩnh, làm trong lòng hắn chậm rãi buông lỏng. 4500 vạn, nhưng ngay lúc giờ phút này, thanh âm băng lãnh kia đột ngột vang lên lần nữa. Hàn Lập thở dài một hơi, sắc mặt gượng cười, quay qua Đề Hồn nói ra. Đề Hồn, tài lực đối phương trên cơ ta, Tán Hồn Quỷ Địch này xem ra không lấy được rồi. Nào biết giờ phút này hai con người Đề Hồn khép hờ, đối với lời nói Hàn Lập phảng phất như không nghe thấy. Hàn Lập cảm giác hơi kỳ quái, nhưng cũng không quấy rầy. Lúc này trong hội trường lại không có người ra giá, lão giả mập mạp kia theo thường lệ hỏi thăm 3 tiếng, rồi tuyên bố người sở hữu Tán Hồn Quỷ Địch. Vào thời khắc này, Đề Hồn mở to mắt, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói ra, chủ nhân, những người kia vừa mới nói chuyện một hồi, ta dò xét được một tin tức trọng yếu. Tin tức gì? Hàn Lập đang muốn nói với Đề Hồn về sự tình tán hồn quỷ địch bị người khác thu lấy mất, nghe lời này, vội dừng lại, hỏi. Ta thuật lại không rõ lắm, chủ nhân người tự mình xem đi. Đề Hồn bấm niệm pháp quyết một chút, một sợi hắc quang chui vào mi tâm Hàn Lập. Trong đầu Hàn Lập hiện ra một đoàn hắc quang, sau đó nhẹ nhàng bạo liệt ra, hóa thành một hình ảnh, chính là tình huống trong phòng khách kia. Tài lực Kim tiền bối thật sự phong phú, một số lớn tiên nguyên thạch như thế nói cầm ra liền cầm ra ngay. Một người áo đen lấy lòng nói ra, chỉ là một chút tiên nguyên thạch, không cần phải nói. Thân ảnh cao gầy kia có chút đắc ý nói, tốt, đồ vật nên mua cũng mua được rồi, đã chậm trễ lâu rồi, tranh thủ làm chuyện chính sự cho tốt đi, nếu để phệ kim tiên kia lại chạy thoát, chúng ta cũng đừng mơ tưởng có quả ngon để ăn. Một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn khác lạnh giọng mở miệng, chính là nữ tử, chẳng biết tại sao thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Đúng, đúng, những người khác có chút e ngại thân ảnh nhỏ nhắn này, vội vàng liên thanh đáp ứng. Hình ảnh hơi ngắn ngủi, đến đoạn này chớp động hai lần, biến mất không còn tăm tích. Trong mắt Hàn Lập hơi híp lại, quang mang kỳ lạ trong mắt chớp động. Người Cửu Nguyên Quan, ý đồ bắt phệ Kim Tiên, chẳng lẽ là Kim Đồng từ trong Cửu Nguyên Quan trốn thoát ra. Chương 1202, âm thầm theo dõi. Chủ nhân, người cảm thấy bọn hắn nói phệ Kim Tiên kia có phải là Kim Đồng không? Đề Hồn hỏi, cái gì, các ngươi tìm được manh mối lão đại rồi hả? Trong không gian hoa chi, Tiểu Bạch nghe Đề Hồn nói lời này, lập tức kêu to lên. Không phải là không có khả năng này, Kim Đồng cơ trí hơn người, rất có khả năng đã trốn khỏi Cửu Nguyên Quan. Hàn Lập không để ý đến Tiểu Bạch, trầm giọng nói. Chỉ là, nếu như Kim Đồng đang ở phụ cận, vì sao hắn không cảm ứng được chút nào? Bất quá Kim Đồng bây giờ đã đạt đến đại la cảnh, lực lượng thần hồn thăng hoa, luyện hóa ấn ký Hàn Lập lúc trước lưu trong cơ thể nàng cũng khó nói. Chủ nhân, những người kia đã rời đi. Ánh mắt Đề Hồn sáng lên, mở miệng nhắc nhở. Hàn Lập nghe vậy quay đầu nhìn lại, 6 người kia giờ phút này đã rời khỏi xương phòng, bước nhanh ra bên ngoài. Đi, theo mấy người kia, Hàn Lập nói, bất động thanh sắc đứng lên. Đại hội đấu giá mặc dù còn chưa tiến hành đến một nửa, phía sau khẳng định còn có rất nhiều bảo vật được đưa ra bán, bất quá bây giờ hắn cũng không đoái hoài tới nữa. Chờ 6 người kia đi xa, Hàn Lập và Đề Hồn lúc này mới rời phòng, đi theo, rất mau rời khỏi sàn bán đấu giá. 6 người kia ra Nhật Nguyệt Các, lập tức bay về phía xa. Trong thành giờ phút này tụ tập đầy các loại người, người mặc các loại kỳ trang dị phục đều có, cho nên 6 người dù áo đen phủ đầy thân, cũng không làm người khác chú ý. Hàn Lập và Đề Hồn theo phía sau xa xa, Tiểu Bạch ở trong không gian hoa chi la hét ầm ĩ, Hàn Lập không cách nào đành thả nó ra ngoài. 6 người kia rất mau đến biên giới Lưu Kim Thành, tạm thời ngừng lại. Nơi này đã rời xa chỗ phồn hoa, cư trú ở nơi này phần lớn là tu sĩ cấp thấp, còn có một số phàm nhân. Một người áo đen vượt qua đám người, lật tay lấy ra một tinh cầu màu lam, bấm niệm pháp quyết thôi động, trong tinh cầu màu lam hiện ra một đoàn lam quang giống như vòng xoáy. Vào thời khắc này, trong vòng xoáy có một đạo kim quang nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một cái rồi biến mất. Không sai, người kia ở ngay chỗ này, người áo đen mở miệng nói ra, lại là giọng nữ, chính là thanh âm Lam Nhan. Tốt, rốt cuộc tìm được nơi hạ lạc của người này. Thân ảnh yêu kiều kia vui vẻ nói. Sau đó lập tức bấm niệm pháp quyết phung lên. Từng đạo ngân quang từ trong tay áo người đó bắn ra, lại là từng thanh trận kỳ màu bạc, chui vào hư không phụ cận. Hư không phía trước hơi rung động, một màn sáng hình bán cầu trong suốt nổi lên, bao phủ một mảng lớn khu vực phụ cận vào trong đó. Trên màn sáng có vô số đường vân màu bạc, nhìn huyền diệu không gì sánh được. Màn sáng trong suốt vừa mới xuất hiện, lập tức nhanh chóng lóe lên biến mất, không làm tu sĩ phụ cận chú ý chút nào. Có càn khôn nhất khí đại trận này, phệ kim tiên kia mơ tưởng chạy thoát. Một người áo đen khác cười nói, bớt nhiều lời đi, bắt lấy người kia mới là việc cần làm đấy. Bóng người yêu kiều hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu bay tới, dung nhập vào hư không phía trước. Chung quanh hiện ra từng gợn sóng trong suốt, nhưng rất nhanh biến mất. 5 người khác theo sát phía sau, cũng chui vào trong hư không phía trước. Sau khi thân ảnh 6 người hoàn toàn biến mất, giữa không trung lóe lên, 3 bóng người nổi lên như ẩn như hiện, chính là 3 người Hàn Lập. Trên thân 3 người đều chớp động một tầng thanh quang như ẩn như hiện, nhìn giống như phủ lên một tấm áo khoác màu xanh. Tầng thanh quang này triệt để che giấu khí tức 3 người, mảy may không phát tán ra. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết phung lên, đầu ngón tay bắn ra một vệt kim quang bay vụt tới, chui vào trong hư không phía trước. Hư không phía trước nổi lên từng tia ngân quang, ngưng tụ thành từng nét phù văn, ngăn trở sợi kim quang kia lại. Song phương kiềm chế lẫn nhau, nhao nhao tán loạn biến mất. Thật là cấm chế không gian lợi hại. Mặc dù phá vỡ không khó, nhưng sợ là sẽ bị 5 người kia phát giác được tung tích của chúng ta. Hàn Lập nhíu mày nói ra, cấm chế không gian cứ giao cho ta là được, hai người trước trốn vào bụng của ta đã. Tiểu Bạch nghe vậy cười một tiếng, trên thân chấp động bạch quang, hóa thành hình dạng Tỳ Hưu. Tiểu Bạch há to miệng rộng, nuốt Hàn Lập và Đề Hồn vào trong miệng, sau đó miệng lẩm bẩm, bên ngoài thân hiện ra một tầng bạch quang như nước. Bạch quang chấp động, thân thể Tiểu Bạch thình lình chậm rãi dung nhập vào hư không chung quanh, hóa thành một đoàn bóng trắng lơ lửng trong hư không, bay về phía trước, rất nhanh chạm đến cấm chế phía trước. Hư không phía trước lập tức hiện ra đạo đạo phù văn màu bạc, định ngăn cản Tiểu Bạch biến thành bóng trắng. Bất quá bóng trắng kia quay tít một vòng, phảng phất như mây mù phiêu tán ra, thình lình dung nhập trong những phù văn màu bạc kia, chậm rãi xuyên thấu qua. Trong hư không sau cấm chế, từng đạo bạch quang giống như mây mù xuất hiện, sau đó hội tụ về một chỗ, ngưng tụ thành thân ảnh Tiểu Bạch. Nó há miệng phun một cái, hai đạo nhân ảnh bắn ra, hiện ra thân hình Hàn Lập và Đề Hồn. Tiểu Bạch, không ngờ ngươi còn có loại thần thông này, vậy mà có thể xuyên thấu qua không gian cấm chế. Hàn Lập kinh ngạc nói, hắc hắc, trong cơ thể Mặc Nhãn Tỳ Hưu chúng ta mang theo không gian, trong huyết mạch vốn ẩn chứa một ít lực lượng không gian. Trên thân Tiểu Bạch chấp động bạch quang, lần nữa hóa thành hình người, mặt lộ vẻ đắc ý. Hàn Lập mỉm cười, sau đó nhìn lại phía trước, lông mày đột nhiên nhăn lại. Thân ảnh sáu người kia đã biến mất không thấy gì nữa, triệt để không còn tung tích. Chủ nhân, những người kia cũng không biến mất, mà là thi pháp ẩn nặc hành tung, giờ phút này đang ở trước mặt, chúng ta mặc dù mượn nhờ độn thiên phù của Tiểu Bạch ẩn giấu hành tung, nhưng tới quá gần có khả năng sẽ bị phát hiện. Trong mắt Đề Hồn hiện ra một tầng u mang, chỉ về phía trước nói ra. Hàn Lập thầm vận cửu u ma đồng, lập tức phát hiện tung tích sáu người ở xa phía trước, đang đi đến một khu ngã tư tiểu viện vắng vẻ, rồi vây kín lại. Đi, mắt Hàn Lập sáng lên, lập tức bay về phía đó. Đề Hồn và Tiểu Bạch vội vàng đuổi theo. Ba người Hàn Lập tự mình che đậy khí tức, Đề Hồn lại lấy bí thuật ngăn chặn khí tức thần hồn của bọn hắn, lúc này mới tới gần tòa tiểu viện kia. Chỉ là không đợi mấy người tới gần, bên trong tiểu viện kia liền bộc phát ra một tiếng oanh minh kịch liệt. Một mảnh huyễn quang màu vàng bỗng nhiên bộc phát ra, hóa thành một vòng xoáy kim quang bỗng dưng quét ra, cuốn theo cuồn cuộn phong lôi trùng kích bốn phương tám hướng, trực tiếp phá nát mảnh sân nhỏ, triệt để hóa thành một vùng phế tích. Ba người Hàn Lập vọt tới trước vội dừng lại, tránh né núp sau một gốc cổ thụ. Hắn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong bụi mù cuồn cuộn, có 5-6 đạo nhân ảnh bay ra, rơi vào trên đất trống bốn phía, tự nhiên chính là đám người trước đó gặp ở Bách Tạo Đại Hội. Mà theo dư ba tầng kim quang kia dập dờn tỏa ra, lông mày Hàn Lập bỗng nhiên nhíu một cái, từ đó đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc. Không phải Kim Đồng, lại là hắn. Hàn Lập hơi kinh ngạc nói, a, vậy mà không phải lão đại, đó là ai vậy? Tiểu Bạch nghe vậy, cũng nghi ngờ hỏi. Nó vừa dứt lời, trên phế tích khói bụi tản đi, liền xuất hiện một thanh niên nam tử thân mang trường bào màu vàng. Dung mạo người này có chút anh tuấn, trên mặt còn mang theo thần sắc lười biếng mà Hàn Lập lần đầu nhìn thấy, chính là Đại La Phệ Kim Tiên Khúc Lân. Ai, những người các ngươi sao lại như âm hồn bất tán vậy? Ánh mắt Khúc Lân quét qua đám người vây quanh mình, thở dài một hơi, hỏi. Đạo hữu, kỳ thật chúng ta cũng không cần phải động thủ, chỉ cần ngươi cùng chúng ta trở về thiên đình, sẽ biết lúc trước ta nói không giả, chúng ta thật chỉ muốn lấy lễ để tiếp đón, mời ngươi tham gia bồ đề thịnh yến mà thôi. Thanh âm một nữ tử vang lên, Hàn Lập nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện chính là một nữ tử mặc hắc bào dáng người linh lung, đường cong thướt tha. Bọn hắn là người của thiên đình, không phải người của Cửu Nguyên Quan sao? Đề Hồn nghi ngờ hỏi, trong lòng Hàn Lập cũng không hiểu, không nghĩ ra vì sao Lam Nhan lại đi cùng những người thiên đình này. Trước đó đã nếm qua thua thiệt với người thiên đình các ngươi, thật vất vả mới từ trong Tuế Nguyệt Tháp thoát thân, các ngươi lại tìm tới cửa, như vậy làm sao ta dám tin tưởng chứ? Khúc Lân cười lạnh một tiếng, hỏi, trước kia sợ là có hiểu lầm. Thanh âm nữ tử mặc hắc bào không mang theo tình cảm nói. Ít nói lời vô ích đi, các ngươi nếu thật sự lấy lễ tiếp đón, vậy lão tử không muốn đi, các ngươi có thể đi rồi. Khúc Lân cười nói, nếu đã cho mặt mũi lại không cần, vậy không oán trách chúng ta được. Nữ tử hiển nhiên cũng không phải tính tình tốt lành gì, lạnh giọng trả lời. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên khoát tay, trong tay áo lập tức tiếng thét đại tác, một mảnh xương mù xích hồng phồng lên tuôn ra, hóa thành một mảnh hỏa hồng, che hư không trên đỉnh đầu Khúc Lân lại. Cùng lúc đó, điểm điểm nhỏ bé dày đặc trên mặt đất không ngừng sáng lên màu đỏ, một tầng chằng chịt hỏa nghĩ màu đỏ từ dưới đất không ngừng chui ra, những nơi đi qua phế tích tàn viên nhao nhao nóng chảy ra, hóa thành một mảnh chất lỏng như nham tương. Không phải oan gia không chạm trán, lại là nàng ta. Hàn Lập thấy cảnh này, lông mày lập tức nhíu một cái. Thế nào, chủ nhân, nữ tử kia là tình nhân cũ của người? Tiểu Bạch nghe vậy, kinh ngạc hỏi, nói bậy bạ gì đó, nữ tử kia là Xích Mộng, tinh tu lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính, cũng là tu sĩ Đại La, thủ đoạn không tầm thường, ngàn vạn lần không được chủ quan. Hàn Lập nghe vậy, cốc cho nó một cái, nói ra. Tiểu Bạch nghe vậy, vuốt vuốt đầu, tiếp tục nhìn lại bên kia. Chỉ thấy hỏa nghĩ đầy đất cơ hồ vây quanh khu vực này, chỉ lưu lại một vòng đất trống 10 trượng quanh Khúc Lân, cũng không biết là nữ tử kia tạm thời chưa cho công kích, hay là những con kiến này trời sinh e ngại phệ kim tiên. Nói lời vô dụng với hắn làm gì, động thủ đi. Trong 6 người áo đen, một nam tử thân hình cao lớn, tiếng nói già nua, hiển nhiên tính tình càng thêm nóng nảy, gầm thét một tiếng. Mấy người còn lại ngoại trừ Lam Nhan, cũng nhao nhao thi pháp, công kích đến Khúc Lân. Người thân hình cao lớn kia dẫn đầu xuất thủ, mạnh mẽ vung tay áo về phía trước, trong ống tay áo kia âm phong đại tác, cuồn cuộn hắc vụ tuôn ra mãnh liệt, 7-8 đầu La Thiên Quỷ Vương tướng tá dữ tợn từ đó đột nhiên tuôn ra, xông về phía Khúc Lân. Xem ra khi trước phát hiện, gia hỏa tu luyện thần hồn pháp tắc chính là hắn, con đường có điểm tương tự với ta, chỉ tiếc không có thuộc tính thiên phú như ta, một mực đi về phía âm sát, ngược lại trở nên tầm thường. Đề Hồn thấy thế, có chút tự đắc nói, điêu trùng tiểu kế, cũng dám bêu xấu. Đối phương tuy là tu sĩ Đại La, Khúc Lân cũng hồn nhiên không sợ. Gã bước một chân ra, đạp một cái như núi lở, phát ra tiếng vang ầm ầm thật lớn. Một gợn sóng màu vàng từ dưới chân gã bỗng nhiên chấn khai, hóa thành từng vòng gợn sóng chấn động trùng kích bốn phương tám hướng, chấn văng những hỏa nghĩ lao đến gã, tiếp đó một quyền oanh kích ra. Chỉ thấy trên đầu quyền quang mang tăng vọt, hóa thành một mảnh kim mang lóa mắt, như hỏa diễm mãnh liệt cuốn qua, trực tiếp nuốt sống tất cả La Thiên Quỷ Vương vào. Nương theo trận trận tiếng rú thảm thê lương, tất cả thân thể La Thiên Quỷ Vương vỡ ra, hóa thành một mảnh bụi xám đen. Theo sát phía sau, trong dáng hồng trên đỉnh đầu, tiếng oanh minh đại tác, khắp nơi là hỏa diễm nóng rực như dầu lửa dội xuống đầu, trực tiếp che khuất thân thể Khúc Lân vào. Cùng lúc đó, một thanh cự kiếm màu vàng dài hơn trăm trượng, mặt ngoài chớp động phù văn, trên đó tản mát ra trận trận kim mang sắc bén làm người sợ hãi, từ trên cao rơi thẳng xuống, chém thẳng hỏa diễm xích hồng và hư không một phân thành hai, chém trúng Khúc Lân. Chương 1203, Đại La chi tranh. Đầu vai Khúc Lân trúng kiếm, bả vai như có máu chảy ra, chân sau khuỵu gối, nửa quỳ xuống. Miệng gã rên lên một tiếng, kim quang quanh thân bỗng nhiên sáng lên, chống lại sự áp bách của cự kiếm, vết thương trên bả vai bắt đầu khép lại. Cự kiếm được khống chế bởi một tên nam tử thấp bé mặc áo đen. Thấy vậy, y hừ lạnh một tiếng, tay bấm kiếm quyết, nặng nề ép xuống tiếp. Cự kiếm màu vàng liền theo đó hạ xuống. Khúc Lân bị y ép tới mức thân hình run lên, nhưng không quỳ xuống lần nữa mà đứng yên tại chỗ. Gã cười sang sảng, mở miệng châm chọc, ha ha, các ngươi chỉ có chút năng lực ấy sao? Xích Mộng thấy vậy, cười lạnh một tiếng đáp, từng nghe thân thể phệ kim tiên không thể phá vỡ, hôm nay mới gặp. Thế nhưng cũng chỉ vậy thôi. Dứt lời, ả vung tay lên, một mảng kiến lửa lớn bò tới tấp lên trên người Khúc Lân. Những nơi chúng đi qua để lại những vết bỏng lưu huỳnh khiến lớp da Khúc Lân hiện lên nhiều dấu vết màu đen. Gã chỉ liếc qua rồi không nhìn lại, hai tay đánh một cái, kim quang quanh người sáng rực, tầng tầng gợn sóng cổ quái xuất hiện bồng bềnh. Tất cả kiến lửa bị chấn động liền rơi xuống, thanh cự kiếm trên đầu vai gã cũng run lên dữ dội, bị kim quang bức lui. Gã nhấc chân đạp mạnh xuống đất, một gợn sóng màu vàng dưới thân lay động, cả người như một mũi tên bay vụt lên, muốn thoát khỏi nơi này. Tuy nhiên, ngay khi gã bay tới giữa không trung, bầu trời trên đầu đột nhiên tối sầm lại. Một đám sương mù đen ngưng tụ thành một con quỷ lớn, nhô người ra từ đám mây. Nó há miệng nuốt gã vào trong miệng, vừa vào trong miệng con quỷ kia, Khúc Lân liền có cảm giác thức hải hôn mê một hồi. Gã còn chưa kịp phản ứng, xung quanh đã xuất hiện những sợi xiềng xích mờ mờ bay vụt tới từ bốn phương tám hướng, xuyên thẳng qua thân thể. Sương mù màu xám lượn lờ quanh sợi xích, chui vào trong cơ thể Khúc Lân khiến cả người gã phát lạnh, tiên linh lực toàn thân phảng phất như bị đông cứng lại, nhất thời giãy giụa cũng không thoát ra được. Mấy người còn lại ở xung quanh cũng lập tức đuổi theo công kích. Cùng lúc, ngọn lửa màu xanh, ánh kiếm, quyền ảnh hạ xuống tới tấp, tất cả giáng xuống thân người Khúc Lân. Khúc Lân mặc dù sắc mặt khác thường, nhận lấy toàn bộ những công kích này nhưng nhìn qua không thấy lo ngại chút nào. Tên nam tử cao lớn tu luyện âm hồn pháp tắc lên tiếng khàn khàn, cơ thể con trùng này quả nhiên mạnh mẽ. Để ta phá hủy thần thức của nó, đến lúc đó dù nó ngu si nhưng vẫn mang về được. Dứt lời, y vặn cổ tay lấy ra một cây sáo ngắn màu đen, đưa lên môi. Ở phía ngoài xa, Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng chợt nghĩ không ổn. Chớp mắt sau, một âm thanh sáo trúc dồn dập vang lên từ đằng xa. Phù văn trên cây sáo ngắn kia sáng lên, những luồng sóng âm kỳ quái mà mắt thường khó thấy trầm bổng vang lên, phát ra bốn phương tám hướng. Khuôn mặt Khúc Lân vốn còn đang bình tĩnh, ngay khi sóng âm vang lên liền biến đổi ngay lập tức. Gã chau mày, diện mục cũng trở nên dữ tợn. Gã cảm thấy thức hải giống như đột nhiên xuất hiện một lưới cưa vô hình, nhanh chóng kéo đẩy trước sau, muốn cắt tất cả thần hồn và thức hải của gã thành hai nửa. Bản thân Khúc Lân tự nghĩ mình tu hành nhiều năm, sự cường đại của thần hồn so với tu sĩ Đại La cũng coi như hàng thượng đẳng, không ngờ đối mặt với tiếng sáo này lại yếu ớt không chịu nổi. Nam tử cao lớn thay đổi âm điệu, sóng âm phát ra lập tức càng bén nhọn hơn. Lưới cưa lúc trước không thấy đâu nữa, thay vào đó biến thành vô số mũi khoan đâm thẳng lên thần hồn của gã. Một tiếng gào thét dữ dội xé lòng vang lên. Bên phía Hàn Lập, mặc dù đã sớm phòng bị nhưng khi tiếng sáo chuyển đến, ba người đều bị công kích. Trong đó, Đề Hồn vốn tu luyện pháp tắc cùng loại, khả năng chống đỡ của nàng là tốt nhất. Bản thân Hàn Lập có luyện thần thuật, thần hồn mạnh mẽ hơn hẳn tu sĩ tầm thường, dĩ nhiên cũng có thể chống cự một phần. Chỉ có Tiểu Bạch mới kế thừa sức mạnh Mặc Nhãn Tỳ Hưu trong thời gian ngắn ngủi, không chống đỡ được. Tuy nó cố gắng chịu đựng không lên tiếng, nhưng thân thể đã run lên. Thấy vậy, mi tâm Đề Hồn lóe lên ánh sáng đỏ rồi tỏa ra. Một con mắt dựng thẳng hiện lên, bắn ra hai tia sáng màu đỏ sậm, bắn tới mi tâm mỗi người Hàn Lập và Tiểu Bạch. Thần thức Hàn Lập liền khôi phục trấn tĩnh, Tiểu Bạch cũng cảm thấy không còn khó chịu như trước. Lúc này, thanh âm của Xích Mộng đột nhiên vang lên, ha ha, đi mòn giày sắt tìm không được, đến tay chẳng mất chút công phu. Hàn Lập, bản tọa một mực tìm ngươi không thấy, vậy mà không ngờ hôm nay ngươi lại tự tìm tới cửa. Bóng dáng ả bay vụt lên, lơ lửng trên đầu ba người Hàn Lập. Hắn thấy đã không ẩn nấp được nữa liền dẫn Tiểu Bạch và Đề Hồn hiện thân, lơ lửng giữa không trung. Đề Hồn đã sớm phóng ra một tầng linh vực màu đỏ sậm, bao phủ ba người bọn hắn vào trong. Hàn Lập không sợ, bật cười lớn, hồn nhiên nói, vậy thì thật vất vả cho Xích Mộng tiên tử rồi. Lam Nhan ở chỗ xa một mực không tham chiến cũng nhìn về phía bên này, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, Hàn đạo hữu. Xích Mộng đánh giá Hàn Lập một chút liền phát hiện khí tức biến hóa trên người hắn, trong lòng hơi kinh động. Lúc đầu đuổi bắt Hàn Lập thất bại, thời gian vừa qua chưa lâu, vậy mà gia hỏa này đã đến cảnh giới Đại La. Tuy nhiên, mau chóng khôi phục dáng vẻ thong dong. Xích Mộng khẽ cười một tiếng, Đại La cảnh thì thế nào? Chưa từng chém qua tam thi thì cũng chỉ là chim non mà thôi. Lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi trốn thoát. So với những cảnh giới khác, từ Đại La sơ kỳ về sau, mỗi một lần chảm thi sẽ tiến giai một tầng, chảm hết tam thi là có thể vượt qua đại đạo gian nan như rãnh trời kia, đạt thành cảnh giới đạo tổ. Mà mỗi lần chảm thi đều hung hiểm muôn phần, một khi thành công, thực lực tăng lên vô cùng rõ rệt. Khác biệt của mỗi một tiểu cảnh giới không khác gì đại cảnh giới lúc trước. Hơn nữa, phe mình người đông thế mạnh, tất nhiên Xích Mộng hoàn toàn có lòng tin bắt được Hàn Lập. Điều duy nhất cần đề phòng chính là loại bí thuật cổ quái mà đột nhiên hắn dùng để chạy trốn trước kia. Miệng hô một tiếng, bàn tay vung lên, hào quang đỏ rực sáng lên, hóa thành một màn sáng to lớn hình tròn khuếch trương ra, nhanh chóng bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Đám người Hàn Lập cảm thấy không khí xung quanh nóng rực lên, trong nháy mắt đã bị Xích Mộng bao vây bên trong linh vực. Ánh lửa ngút trời khắp bốn phía, 8 ngọn thác lửa từ trên trời cao đổ xuống. Trên mặt đất, một vùng hồ đầy nham thạch nóng chảy cũng được hình thành. Ngay lập tức, không khí xung quanh như sôi trào lên. Trong phạm vi ngàn dặm, tất cả đất đai, sông hồ bị bốc hơi không còn gì, mặt đất xuất hiện những khe rãnh kéo dài cả nghìn dặm, vết rạn nứt ở khắp mọi nơi. Tiểu Bạch cảm thấy miệng lưỡi phát khô, dường như thiên địa linh khí xung quanh đều bị sức mạnh của linh vực sáng rực này thiêu đốt hoàn toàn. Tiểu Bạch nhịn không được nói, bà trẻ này nhìn không phải loại lương thiện gì cả. Hàn Lập cũng nhíu mày nói, xem ra lần trước giao đấu, nàng cơ bản không dùng toàn lực. Xích Mộng hạ lệnh, Khê Đường trưởng lão, Vệ Kim Tiên kia giao cho ngươi và Kiếm Khâu trưởng lão, những người còn lại cùng ta bắt người này. Tên nam tử cao lớn tu luyện âm hồn pháp tắc kia và người thấp bé khống chế kim kiếm kia, đồng thời đáp ứng. Thân hình hai tên áo đen khác lóe lên, bay tới bên cạnh Xích Mộng. Hàn Lập nghiêng người phân phó Đề Hồn một tiếng, Đề Hồn, người đi trước đi, cứu Khúc Lân ra. Được, Đề Hồn gật nhẹ đầu muốn rời đi. Xích Mộng nhíu mày lại, cả giận nói, ở bên trong linh vực bản tọa mà ngươi lại muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Dứt lời, vung tay lên, hồ dung nham bên dưới lập tức cuồn cuộn dữ dội, một hỏa diễm cự nhân cao hơn trăm trượng chậm rãi đứng lên, tay nắm một thanh trường kiếm hỏa diễm to lớn, ngăn cản đường đi của Đề Hồn. Đề Hồn thấy thế hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay nàng lăng không xuất hiện một quỷ trảo màu đen, thần thông vận chuyển, vung về phía trước. Những trảo ấn đen kịt sinh ra giữa không trung, trực tiếp xé rách hư không, chém luôn hỏa diễm cự nhân kia làm vài khúc. Nàng nhìn thoáng qua U Minh quỷ trảo trong tay, hơi thỏa mãn với tiên khí mới có được, gật nhẹ đầu. Những hỏa diễm cự nhân kia đứt gãy liền hóa thành dung nham, chảy xuống hồ. Xích Mộng cười nhạo một tiếng nói, dạng hỏa linh này, trong linh vực ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ả còn chưa dứt lời, hồ dung nham bên dưới lập tức càng dâng trào mãnh liệt hơn. Lần lượt từng hỏa diễm cự nhân đứng lên, tay cầm hỏa diễm cự kiếm, chém tới đám người Hàn Lập. Tay Hàn Lập nhẹ nhàng di chuyển, một tầng ánh sáng màu vàng hiện ra, hóa thành một lĩnh vực màu vàng nhạt, chồng lấn lên hỏa diễm lĩnh vực của Xích Mộng. Trong lĩnh vực, tốc độ thời gian trôi lập tức phát sinh biến hóa, tốc độ vung kiếm của những hỏa diễm cự nhân kia liền dừng một chút. Đề Hồn tức thì phi thân ra rồi lại vung U Minh Quỷ Trảo lên. Mấy chục trảo ấn màu đen lăng không sinh ra, một lần nữa chém đứt tất cả hỏa diễm cự nhân. Thân hình nàng bay xuyên qua, đi thẳng tới phía Khúc Lân. Nhưng đúng lúc này, một thác dung nham đổ xuống chân trời đột nhiên tuôn trào cuồn cuộn, trong đó bay ra một con nham tương giao long. Nó há to miệng như chậu máu, cắn phủ xuống đầu Đề Hồn. Đề Hồn tất nhiên không sợ, U Minh Quỷ Trảo trong tay một lần nữa đại triển thần uy, đánh vỡ nham tương giao long kia. Tuy nhiên, nham tương giao long này không giống như hỏa diễm cự nhân lúc trước trực tiếp nóng chảy ra. Ngay khi nó bị xé đứt, trong nháy mắt liền dung hợp lại trong hào quang đỏ rực, tiếp tục cắn về phía Đề Hồn. Lúc này, bên tai nàng bỗng vang lên tiếng của Hàn Lập, "Ngươi không cần quan tâm, cứ tiến về phía trước là được." Đề Hồn nghe vậy, không tiếp tục công kích nữa mà bay thẳng về phía trước. Ngay khi thân hình nàng sắp bị giao long há miệng nuốt, thanh âm bọt nước đột nhiên vang lên. Một dòng sông màu vàng óng bỗng từ dưới đất lao ra, tràn thẳng vào trong miệng nham tương giao long. Thân thể nó lập tức ngưng kết ngay tại chỗ, bốc lên những luồng sương mù màu trắng. Đề Hồn thừa dịp sóng nước này bay thẳng đi, vượt qua cơ thể giao long, bay ra ngoài, tới trước người Khúc Lân. Khúc Lân nhìn Đề Hồn tới cứu và Hàn Lập phía xa, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Khê Đường trưởng lão thấy vậy, một lần nữa thổi cây sáo ngắn trong tay. Sóng âm trên đó lại ngưng tụ không tan, không truyền tản ra bốn phía mà tụ lại một chỗ, thẳng tới vị trí Đề Hồn. Đề Hồn nhếch miệng cười, chẳng những không nửa điểm sợ hãi, mà lại tính toán, nếu như ăn kẻ trước mắt này, thực lực của mình có thể tiến cảnh bao nhiêu. Khê Đường trưởng lão nhìn thấy miệng nàng nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng hiếu, chẳng biết tại sao tim đập nhanh mà không rõ nguyên nhân. Chương 1204, ngạc nhiên liên tục. Xích Mộng nhìn dưới thân trống rỗng bỗng xuất hiện dòng sông màu vàng óng cuồn cuộn, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Không ngờ ngươi đã ngưng luyện ra linh vực tạo vật cảnh, đáng tiếc chỉ là một dòng sông, lại còn không phải lực lượng pháp tắc thủy thuộc tính thuần khiết, làm gì được ta chứ? Ha ha, Xích Mộng cười nói, nhưng rất nhanh, nàng không cười được nữa. Trong hư không bốn phía, từng đợt ba động thời gian pháp tắc truyền đến mãnh liệt, một dãy núi uốn lượn chập trùng nổi lên, cây rừng màu xanh bao phủ trên đó, một vòng kiêu dương giống như kim ô, lại như mặt trăng màu vàng treo cao trên trời, bốn phía tựa hồ còn có lấm ta lấm tấm ánh lửa chiếu rọi trong đó. Sao lại như vậy, ngươi bất quá chỉ là đại la sơ kỳ, làm sao có thể ngưng luyện ra linh vực tạo vật cảnh hoàn mỹ như thế? Thần sắc Xích Mộng đột biến, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Phải biết, cổ động linh vực không phải là chuyện dễ như trở bàn tay, không những phải hao phí đại lượng tâm lực và thời gian, còn cần rất nhiều tài nguyên cùng cơ duyên. Người tầm thường, cho dù là tạo vật hóa linh, cũng chỉ có thể hình thành vực linh nguyên thủy nhất, thác nước nham tương và hỏa diễm cự nhân của nàng là như thế, còn Hàn Lập lại ngưng luyện ra hình thái sơn thủy nhật nguyệt, tinh thần, thực sự hiếm thấy. Lần này, ngay cả Xích Mộng cũng không thể không nghiêm túc đánh giá cao thực lực của Hàn Lập. Lam Nhan, người cũng nhanh tới hỗ trợ. Ý niệm trong lòng Xích Mộng thay đổi thật nhanh, quay đầu nhìn thoáng qua Lam Nhan một mực lưu tại chỗ kia, quát. Lam Nhan nghe vậy, không khởi hành liền, mà thân hình thoáng lung lay một cái, lộ vẻ do dự. Đừng quên chuyện ngươi cầu đó, thanh âm Xích Mộng lạnh lùng nói. Lam Nhan nghe lời ấy, trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ, đành phải phi thân lên, bay đến bên này. Hàn Lập thấy thế, lông mày hơi nhăn lại. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, một đạo bạch quang lóa mắt bỗng nhiên lóe lên. Tiểu Bạch bỗng cảm thấy hai mắt như bị cường quang đâm một cái, không khỏi hoa lên. Trong không gian linh vực của Hàn Lập áp chế, thân ảnh thướt tha của Xích Mộng quả thực không bị ước thúc, trong nháy mắt lách mình tới. Bàn tay nàng vừa nhấc lên, một lồng sáng hơi mờ bỗng nhiên từ đỉnh đầu chụp xuống, trong nháy mắt bao phủ hai người Hàn Lập vào trong. Xích Mộng thấy thế vui mừng, hai tay bấm pháp quyết, trên lồng sáng hơi mờ kia chín đầu xích hồng tinh long lập tức sống lại, há miệng phun ra long tức hỏa diễm, dũng mãnh lao tới hai người trong lồng sáng. A, một tiếng kêu thảm vang lên, thần sắc Xích Mộng đột biến, vội ngừng uy năng cửu long thần hỏa cháo, kết quả nhìn thấy hai tên áo đen do mình mang đến, đang bị lồng sáng trong suốt bao phủ bên trong, áo bào đen trên thân đã bị thiêu hủy, lộ ra vẻ thê thảm. Chuyện gì xảy ra, Xích Mộng kinh nghi nói, đã nếm qua một lần thua thiệt, làm sao lại ăn thêm một lần nữa. Thanh âm Hàn Lập mang theo vẻ mỉa mai, từ nơi không xa truyền đến. Vừa dứt lời, trên thân Hàn Lập liền có một tầng kim quang tràn đầy. vừa sải bước ra, trong nháy mắt đã tới trước người Xích Mộng. Một chuôi thanh trúc phong vân kiếm bỗng nhiên chém ra, trên thân kiếm quay cuồng kim lôi, tia điện tuôn ra. Thật nhanh, Xích Mộng vừa cảm thấy hoa mắt, mũi kiếm Hàn Lập đã đến trước cổ nàng. Nàng chỉ kịp dựng thẳng một chưởng ngăn trước người, liền bị một kiếm Hàn Lập đánh bay lui sau. Toàn thân Xích Mộng tê liệt, trên mu bàn tay đau nhức một trận, thân hình quay cuồng bay ra ngàn trượng, rốt cuộc mới ổn định thân hình. Nhưng mà, còn không đợi nàng có cơ hội thở dốc, trên không trung lập tức ánh lửa ngút trời, từng đoàn hỏa vũ lưu tinh lớn như cối xay từ trên trời giáng xuống nàng. Trong lòng Xích Mộng căng thẳng, thân hình vừa định di động, lại phát hiện chỗ cổ chân chẳng biết lúc nào bị từng sợi dây leo màu xanh quấn quanh, đúng là không thể động đậy được. Nàng muốn thi pháp giải trừ khống chế, lại phát hiện tốc độ của mình trở nên chậm chạp đến cực điểm, kết ấn căn bản không kịp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng chợt quát một tiếng, khí tức toàn thân lập tức tăng vọt, cả người được một vòng hỏa diễm hừng hực bao khỏa quấn quanh. Ngọn lửa này chính là nguyên anh chân hỏa của nàng, vừa mới phóng thích ra, dẫn tới linh vực hỏa diễm cộng hưởng, thác nước nham tương bốn phía lập tức tụ đến, đảo ngược lên, va chạm cùng lưu tinh hỏa vũ đầy trời. Dây leo màu xanh quấn quanh mắt cá chân nàng cũng bị ngọn lửa này bức lui. Xích Mộng vừa mới khôi phục tự do, thân hình lập tức bay lên cao, muốn tránh xa rừng cây màu xanh bên cạnh. Đến lúc này, nàng rốt cuộc phát hiện, thời gian linh vực của Hàn Lập cũng không phải là tạo vật cảnh đơn giản, nó lại có bộ phận uy năng linh vực thiên nhân cảnh. Tiếp tục như vậy nữa, nàng khó đảm bảo sẽ không bị lật thuyền trong mương. Hai người các ngươi thất thần làm gì, còn không phóng thích linh vực ra, triệt tiêu ảnh hưởng linh vực của hắn. Xích Mộng thu hồi Cửu Long Thần Hỏa Tráo, quát lớn với hai tên áo đen kia. Hai người kia sao lại không biết lợi hại, hai mắt nhìn nhau một cái, hai tay hợp lại, đúng là liên thủ thi triển linh vực. Chỉ thấy một tầng ánh sáng màu đen từ trên thân hai người sáng lên, dung hợp thành một màn sáng màu đen khuếch trương ra, đồng thời chồng chất vào linh vực của hai người Hàn Lập. Màn sáng màu đen bao phủ phía dưới, phạm vi ngàn dặm đại địa chấn động ầm vang, tất cả núi non sông ngòi trầm xuống, đất sụp xuống 10 trượng. Thân hình Hàn Lập cũng không nhịn được rơi xuống một trượng. Một bên khác, Tiểu Bạch cũng không chịu được cỗ trọng lực áp bách cường đại này, rơi xuống mặt đất phía dưới. Nơi xa Đề Hồn đang chém giết cùng vị Khê Đường trưởng lão kia, quanh thân nàng phun trào quang mang đỏ sậm, một thân khí tức thập phần khủng bố. Vị trưởng lão tinh thông âm hồn pháp tắc kia đang giằng co, trên mặt sinh ra một tầng bạch cốt, nhìn tựa như ác quỷ, sáo ngắn màu đen trong tay thổi ra, tà âm bay đầy trời. Trên đại địa vốn đã dạn nứt, từng sợi sương mù đen kịt từ dưới đất toát ra, một tòa thành trì to lớn nổi lên. Phía trên thành trì sinh đầy bụi gai nhọn, khắp nơi treo lơ lửng xương người đầu lâu, trên tấm biển đầu tường viết hai chữ Triện Cổ Phong Đô, phía trên quấn quanh huyết quang, không ngừng truyền đến trận khí tức âm sát nồng đậm đến cực điểm. Khê Đường trưởng lão đứng thẳng ở phía trên thành trì, sáo ngắn màu đen trong tay phát ra âm điệu càng thêm bén nhọn khó nghe. Theo trận tà âm vang lên, quỷ thành Phong Đô mở rộng cửa, hắc khí nồng đậm cuồn cuộn ra, vô số âm sát quỷ vật kinh khủng dữ tợn tuôn trào ra, nhao nhao lao đến Đề Hồn. Trong lúc nhất thời, cả nửa bầu trời đều bị mây đen che phủ, hàn sát chi khí quét qua, mặt đất hiện ra một tầng xương trắng. Đề Hồn thấy vậy, không những không sợ, ngược lại có chút hưng phấn liếm môi một cái. Thân hình nàng không lùi mà tiến tới, như một chiến tướng trước trận, xông thẳng vào trong đại quân vạn quỷ, U Minh Quỷ Trảo vung vẩy trên dưới, ở giữa không trung vạch ra từng đạo quỷ trảo màu đen giống như lôi điện, xé ngàn vạn lệ quỷ thành mảnh nhỏ. Đề Hồn sử dụng U Minh Quỷ Trảo càng thêm tùy tâm, vật này trong tay nàng uy năng càng lúc càng lớn, những nơi nó đi qua hư không bị xé rách, vạn quỷ gào thét, đơn giản đánh đâu thắng đó. Vạn quỷ biến thành âm hồn quỷ khí, chưa kịp tiêu tán giữa thiên địa, liền bị Đề Hồn hít một hơi thu vào trong cơ thể, đại quân vạn quỷ vậy mà căn bản không cản được một mình nàng. Cách đó không xa, Khúc Lân đang đánh giết tới trước Kiếm Khâu trưởng lão. Kiếm Khâu lập tức giơ kiếm chém về phía cổ của y. Khúc Lân hạ thân hình xuống, há miệng cắn về phía thanh trường kiếm màu vàng không biết phẩm cấp kia, nhưng khẳng định là tiên khí không thể nghi ngờ. Chỉ nghe tạch tạch một tiếng giòn vang, thanh trường kiếm màu vàng kia vỡ vụn ngay chỗ đó, bị Khúc Lân cắn ra một lỗ hổng to bằng miệng chén. Ngươi muốn chết! Kiếm Khâu trưởng lão đau lòng không thôi, giận tím mặt quát. Thần sắc Khúc Lân lãnh đạm lui ra, nhai từng ngụm kim kiếm tàn phiến, nuốt vào trong bụng. Y dương mắt nhìn Hàn Lập bên kia một chút, thần sắc có chút phức tạp, quả thực không ngờ hôm nay cứu y thoát khốn, lại là người này. Hàn Lập bên kia giao chiến say xưa, hai tên áo đen kia liên hợp thi triển linh vực trọng lực pháp tắc, lập tức triệt tiêu không ít uy năng thời gian linh vực của Hàn Lập, khiến cho tốc độ di chuyển của hắn chậm lại không ít. Lúc này, Xích Mộng hơi thở dốc, lại lần nữa tiến lên, hai tay kết động pháp quyết, tám đầu thác nước nham tương trong linh vực lập tức bị điều động đến, hóa thành một vòng xoáy nham tương to lớn, cuốn về phía Hàn Lập. Trong vòng xoáy nham tương ngoại trừ hỏa lực nóng rực, còn có một cỗ lực hút cường đại, Hàn Lập bị nguồn lực lượng này hút lấy, mắt thấy sẽ rơi xuống chỗ trung tâm vòng xoáy. Trên mặt Hàn Lập không có vẻ gì sợ hãi, vung tay lên, trong lĩnh vực của hắn liền đất rung núi chuyển, dãy núi uốn lượn kia đúng là treo trên bầu trời lướt ngang qua, chân áp xuống phía dưới thân. Những nơi nó đi qua, gợn sóng thời gian lan tràn ra tầng tầng, vòng xoáy hỏa diễm lập tức bị chia ra hơn phân nửa, mà hai tên áo đen kia cũng bị trấn áp trong phạm vi dãy núi. Bọn chúng cảm thấy thần thức trì trệ một trận, lúc phản ứng thì đã bị dãy núi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trấn áp xuống. Dãy núi là giả, cũng không hóa thực, cho nên cũng không quá nặng nề, nhưng trên đó sinh trưởng đông ất thần mộc lại sớm hóa thực, rễ của nó từ trong chân núi chui ra, quấn lấy hai tên áo đen. Từng tia từng sợi bộ rễ tinh tế đâm rách làn da người áo đen, cắm rễ sâu vào trong huyết mạch bọn chúng, khiến cho cả hai kêu thảm một tiếng, sau đó không còn động tĩnh nữa, linh vực liên thủ thi triển cũng biến mất không thấy. Xích Mộng nhìn thấy một màn này, thần sắc trở nên khó coi. Nàng nhìn lại bên kia, phát hiện hai người Kiếm Khâu và Khê Đường cũng đang lâm vào khổ chiến, đồng thời nhao nhao rơi xuống hạ phong, trong miệng phẫn nộ quát, chỉ là đại la sơ kỳ, lại khiến bản tọa chật vật như thế. Hôm nay không giết ngươi, ta không còn mặt mũi đặt chân tại thiên đình. Nói xong, hai tay nàng đột nhiên vung lên, hư không chung quanh lập tức ánh lửa đại thịnh, tất cả thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị đốt cháy không còn, phảng phất bốn phía đều bị cách ly ra một vùng chân không. Quanh thân Xích Mộng quấn quanh xích diễm, một đầu tóc lửa phóng lên tận trời, trong đôi mắt dâng trào kim diễm, nhìn tựa như viễn cổ hỏa diễm thần, toàn thân trên dưới tràn đầy ba động khủng bố làm người sợ hãi. Chỉ thấy nàng vung tay lên, một mảnh kim diễm như cánh hoa từ trong hư không bay ra, đánh thẳng về phía Hàn Lập. Hàn Lập liền vận chuyển Thiên Sát Chấn Ngục Công, một quyền đánh trả, ở trong hư không ngưng ra một đạo quyền ảnh khổng lồ, va chạm cùng cánh hoa hỏa diễm, phát ra một tiếng nổ đùng. Nhưng mà tiếng nổ đùng đoàng vừa qua, cánh hoa kim diễm kia đã đốt xuyên qua quyền ảnh đào thành một cái động, cuốn thẳng về phía Hàn Lập. Hàn Lập khẽ chau mày, cổ tay chuyển một cái, một chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm bỗng nhiên chém tới, lôi quang màu vàng bắn nhanh đến, chém cánh hoa kim diễm rối tung ra. Hắn chưa kịp mừng rỡ, hư không phía trước liền truyền đến một trận ba động dị dạng. Chỉ thấy sau lưng Xích Mộng hiện ra một đóa hoa kim diễm to lớn vô cùng, từng mảnh cánh hoa treo sau lưng, nhìn giống như khổng tước xòe đuôi, lại như Quan Âm mở ra thiên thủ. Chương 1205, kinh sợ thối lui. Xích Mộng quát, có thể khiến ta sử dụng phần Thiên Viêm Địa cũng đủ cho ngươi tự hào rồi. Hiện tại, ngươi có thể chết. Lúc này, hai mắt ả biến thành hai đạo hào quang đỏ lóa mắt, bên trong giống như biển lửa bốc lên vô tận, như mặt trời chói chang trên không, làm cho người không dám nhìn thẳng. Sau một khắc, bông hoa lửa sau lưng ả tỏa sáng mãnh liệt, vô số cánh hoa lửa màu vàng bay cuồn cuộn tới, ánh lửa chiếu khắp thiên không. Từ chỗ này, nhiệt độ hư không trong phương viên vạn dặm nhanh chóng tăng lên, ngay cả không khí dường như cũng trở nên bỏng cháy. Nhất là ở gần đó, mặt đất xung quanh đỏ rực, rạn nứt, khiến ai ở trong đó đều giống như rơi vào phần thiên luyện ngục, ngay cả hít thở cũng vô cùng khó khăn. Thần sắc Hàn Lập không đổi, hai mắt ngưng lại, linh vực trải rộng ngàn dặm lúc trước bỗng nhiên thu nhỏ lại, chỉ còn bao phủ phạm vi mấy chục trượng xung quanh hắn. Tay vừa bấm quyết, vầng trăng tròn trên đỉnh đầu hắn lập tức xoay tròn. Trên đó, vô số tia sáng màu vàng tỏa ra, dưới đất, những dãy núi chập trùng bắn lên cát vàng ngập trời. Ngay sau đó, trên núi, rừng cây giống như bị gió thổi, lay động ào ào. Quang âm chi thủy cũng theo đó chảy xuôi tới, trên không trung giữa bầu trời, ánh lửa chiếu khắp nơi, khí tức bên trong toàn bộ thời gian linh vực lập tức biến đổi. Tốc độ những cánh hoa lửa màu vàng có thể thiêu đốt xuyên hư không này bay tới cực nhanh, nhưng khi đối mặt với thời gian linh vực của Hàn Lập, chung quy vẫn chậm một bước. Trong chớp mắt, nó bay vào trong phạm vi linh vực, ngọn lửa màu vàng lập tức run lên, tốc độ lao đến lập tức chậm lại. Trên những cánh hoa lửa lại có những tia lửa nhỏ xíu tách ra, tiêu tán từng chút một vào trong hư không. Đối với những cánh hoa lửa vàng này, khoảng cách ngắn ngủi mấy chục trượng bỗng chốc như biến thành một cái rãnh trời vô hình, khiến chúng khó vượt qua được. Cứ mỗi tấc chúng tiến thêm vào lại có một bộ phận ngọn lửa tách rời, lực lượng và uy thế giảm dần xuống. Đến khi những cánh hoa này vượt qua ngàn vạn khổ cực, đến trước người Hàn Lập, thì chỉ còn lại một đạo hào quang mờ yếu như đom đóm. Trong lòng Xích Mộng hoảng hốt, làm sao có thể? Ả phát hiện, đây là không gian linh vực của Hàn Lập, làm tiêu hao từng chút một uy lực ngọn lửa của mình. Nhưng Hàn Lập lại biết rằng, uy lực của những ngọn lửa kia không phải bị tiêu hao hết, mà chúng bị lực lượng đại ngũ hành huyễn thế quyết của hắn phân giải, khiến chúng quay ngược lại, ngưng tụ về trạng thái bắt đầu. Điều này giống như khi Hàn Lập lần đầu nhìn thấy bộ dáng của thời không tinh bích. tất cả ngoại vật tiến vào trong đại ngũ hành huyễn thế quyết đều bị lực lượng thời gian vô cùng mạnh mẽ giải trừ, phân giải thành hình dạng bản nguyên ban đầu. Ngươi thua rồi, Hàn Lập cười lạnh một tiếng rồi sải bước tới, cơ hồ chỉ chớp mắt, hắn đã tới trước người Xích Mộng. Ả biết rằng thời gian pháp tắc là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, dĩ nhiên sẽ cao hơn các pháp tắc còn lại một bậc. Nhưng, Ả không ngờ tới loại ưu thế kiểu như nghiền nát này. Trong lòng Ả kinh sợ, chiến ý không còn chút nào. Ngọn lửa quanh người Ả cuốn một vòng, thân hình bỗng vươn cao lên, bộ dáng muốn rời đi ngay lập tức. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, chạy đi đâu? Một lần nữa, linh vực hắn khuếch trương ra vạn dặm, trong nháy mắt bao bọc tất cả lại. Vầng trăng tròn lơ lửng cô độc giữa không trung liền bay xuống, truy đuổi về phía Xích Mộng. Chân Ngôn Bảo Luân biến thành trăng tròn, càng tới gần, lực lượng trói buộc truyền ra trên đó càng mạnh. Xích Mộng cảm nhận được nguồn lực lượng kia ngày càng gần, mà tốc độ của mình thì ngày càng chậm, thần sắc càng trở nên khó coi. Giờ khắc này, Ả không để tâm đến điều gì khác, đành đưa tay điểm lên mi tâm, miệng ngâm khẽ một tiếng, phá. Âm thanh vang lên, chỗ mi tâm của hai tên áo đen bị Hàn Lập trấn áp bằng linh vực ngọn núi bỗng sáng lên. Một ấn ký ngọn lửa xuất hiện, từ đó, ngọn lửa cuồng bạo bùng phát ra. Ầm ầm một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể hai tên áo đen lập tức vỡ ra, hóa thành một ngọn lửa hình cầu, nổ tung về bốn phía. Sóng khí cuồn cuộn dữ dội quét qua, linh vực sơn nhạc của Hàn Lập liền biến thành vô số cát sỏi màu vàng bay la liệt. Khu rừng Đông Ất Thần Mộc trên đó cũng sụp đổ, khắp nơi đều là những vết lửa cháy đen. Hàn Lập tương liên với khí cơ linh vực nên cũng bị liên lụy. Lồng ngực hắn cảm thấy ngột ngạt, khóe miệng chảy ra một ít máu tươi. Chính trong khoảng thời gian trì hoãn ngắn ngủi này, Xích Mộng hóa thành một đạo hào quang đỏ biến mất cuối chân trời. Một bên khác, Khúc Lân đã kết thúc trận chiến. Tên tu sĩ kiếm khâu kia hiện ra chân thân chỉ sau có mấy hiệp, liền bị gã nuốt vào trong bụng. Còn Khê Đường trưởng lão kia cũng đã bị Đề Hồn bắt giữ, dùng U Minh Quỷ Trảo khống chế đan điền và mi tâm lão. Lại nói, thực lực vị tu sĩ Đại La tinh thông âm hồn pháp tắc này thật ra thập phần cường đại. Chỉ riêng linh vực tạo vật của lão tạo ra Phong Đô Quỷ Thành đã là vật vô cùng hiếm thấy. Tu sĩ Đại La bình thường tất nhiên không phải đối thủ của lão. Chỉ tiếc lão gặp Đề Hồn, một sát tinh và khắc tinh trời sinh. Đúng lúc này, một tiếng la hét truyền đến, không nên giết lão, cầu xin ngươi đừng giết lão. Lam Nhan đang lớn tiếng năn nỉ, Hàn Lập thấy thế, nhíu mày lại rồi nói, Đề Hồn, trước mắt không nên giết lão, ta muốn nghe chút tin tức thiên đình từ lão. Đề Hồn gật nhẹ đầu, mi tâm nàng hiện ra một con mắt nằm dọc, trên đó bắn ra một đạo hào quang đỏ sậm, đánh lên trên người Khê Đường. Nàng định dùng thần hồn bí thuật giam cầm lão trước, muốn thám thính tin tức từ lão phu, mơ tưởng. Không ngờ tính cách Khê Đường trưởng lão kia lại cứng rắn như thế. Vừa dứt lời, trên người lão liền sáng lên hắc mang quái dị. Mắt phải của lão nhanh chóng trở thành một màu đen kịt. Một con quỷ dữ tợn từ đó đột nhiên nhảy lên, thò ra nửa người. Nó há miệng to như chậu máu rồi cắn xuống đầu Khê Đường. Dường như cùng một lúc, chỗ đan điền của lão cũng sáng lên hào quang màu đen, rõ ràng sắp tự bạo. Cẩn thận, Hàn Lập kêu lên một tiếng. Đề Hồn thấy thế, hào quang đỏ quỷ dị trong con mắt dựng thẳng bỗng nhiên lóe lên. Thân hình nàng nhanh chóng lùi lại, chỉ chớp mắt sau, một tiếng nổ rung trời vang lên một lần nữa. Một cột sáng màu đen phóng lên tận trời, hóa thành một vòi rồng khổng lồ màu đen, cuốn bay tất cả. Chỉ trong thoáng chốc, phong vân biến đổi, thiên địa hôn ám, một lực lượng vô hình mạnh mẽ bao phủ không gian xung quanh, khiến người khác không cách nào bỏ chạy. Uy lực tự bạo nguyên anh đan điền của tu sĩ Đại La đủ để dẫn động thiên địa dị tượng. Trong hỗn loạn, bóng dáng Hàn Lập ở biên giới gió lốc lao cực nhanh, xuyên thẳng qua, mang đám người Tiểu Bạch, Đề Hồn, Lam Nhan và Khúc Lân ra ngoài. Hắn dùng tiên linh lực làm dây thừng, nối liền hắn và mọi người với nhau. Một trận nổ vang lên trong hư không, những vùng lôi điện màu bạc từ trên trời giáng xuống, hóa thành một quang trận lôi điện, bao phủ bọn hắn vào bên trong. Quang trận lóe lên rồi biến mất tại chỗ không thấy đâu. Giữa thiên địa mênh mông chỉ còn lại khí lưu cuồng bạo và gợn sóng hư không hỗn loạn, tàn phá khắp nơi, kéo dài không dứt. Bên ngoài Lưu Kim Thành, trong một sơn cốc có con sông ngầm dưới lòng đất, không gian bên trong khá rộng rãi. Đám người Hàn Lập dùng lôi trận truyền tống, hiện tại đã xuất hiện ở trong không gian dưới đất, chỗ dòng sông ngầm. Khúc Lân ôm quyền nói với Hàn Lập, Hàn đạo hữu, ơn cứu giúp lần này, Khúc mỗ khắc ghi trong lòng, ngày sau nếu có cơ hội chắc chắn sẽ báo đáp. Hàn Lập nói, ta cũng là nửa đường đi ngang qua, không ngờ lại gặp. Chỉ là không biết vì sao người thiên đình muốn truy sát ngươi, là bởi vì chuyện Tuế Nguyệt Tháp. Khúc Lân hơi suy nghĩ một chút, trả lời, cái này ta cũng không rõ. Khi nhóm người này đuổi tới, không nói mấy câu đã động thủ, dù chưa hề đề cập qua chuyện gì. Tuy nhiên, bọn chúng đuổi bắt ta cũng không phải lần đầu tiên, cũng không có gì lạ. Hàn Lập nghe những lời ấy, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lam Nhan đang có chút hồn bay phách lạc, hỏi. Lam Nhan đạo hữu, ngươi không phải người của Cửu Nguyên Quan à, sao lại đi cùng với đám người Thiên Đình này? Lam Nhan nghe vậy liền lấy lại tinh thần, mặt mũi đầy khổ sở nói ta là vì cứu ca ca. Lam Nguyên tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lam Nhan thở dài một tiếng, chậm rãi trả lời, ca ca bây giờ chỉ còn lại một sợi thần hồn. Sau khi ta trở lại tông môn đã thử rất nhiều phương pháp cứu huynh ấy, kết quả vẫn thất bại. Nghe nói Khê Đường trưởng lão kia là tu sĩ Đại La tu luyện âm hồn pháp tắc, lão có biện pháp phục sinh ca ca, ta liền chủ động tìm đến, thỉnh cầu lão ra tay cứu giúp. Bọn chúng biết ta từng ở trong Tuế Nguyệt Tháp gặp qua Khúc Lân, nhớ kỹ khí thức Khúc Lân, liền dựa vào đó để Xích Mộng thi triển bí thuật đuổi bắt Khúc Lân, cho nên ta mới đi cùng với bọn họ. Khúc Lân nghe vậy, liếc nhìn Lam Nhan, ánh mắt toát ra vài phần sát ý. Hàn Lập nhíu mày hỏi tiếp, ngươi có biết đám người Thiên Đình này, vì sao muốn bắt Khúc Lân đạo hữu không? Lam Nhan đáp, bọn họ chỉ muốn lợi dụng ta, kế hoạch cụ thể là gì, đương nhiên sẽ không nói cho ta biết. Khúc Lân bỗng nhiên mở miệng hỏi, Hàn đạo hữu, ngươi còn nhớ lúc trước ở trong Tuế Nguyệt Tháp gặp mấy người Hoài Dương tử không? Hàn Lập nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt hiện lên thần sắc cổ quái, nói. Ngươi nói là, mục đích lần này bọn chúng bắt ngươi giống như trước kia, chỉ vì muốn hoàn thành những việc trước kia chưa kịp làm xong, rút sợi tơ pháp tắc trong cơ thể các ngươi ra sao? Lúc này, Đề Hồn bỗng nhiên mở miệng nói, có phải mục đích này hay không, dò xét một chút là biết. Dò xét, mọi người cảm thấy rất ngờ vực, nhìn về phía nàng. Chỉ thấy Đề Hồn cười giảo hoạt, nàng khẽ điểm ngón tay vào mi tâm. Con mắt thẳng đứng lập tức hiện ra, trong đó bắn ra một đạo hào quang đỏ sậm. Trong hào quang, một tàn hồn bị xiềng xích đỏ sậm trói chặt, đang không ngừng giãy giụa. Hàn Lập tập trung nhìn vào liền thấy khuôn mặt tàn hồn kia giống như đúc Khê Đường trưởng lão. Khúc Lân thấy vậy cũng hơi kinh ngạc nói, lúc trước, Nguyên Anh lão đã nổ tung, còn gọi ra ác quỷ cắn nuốt thần hồn của mình, ngươi làm thế nào lấy được sợi tàn hồn này? Đề Hồn có chút tự hào nói, ta tự có diệu chiêu. Khúc Lân thấy nàng không chịu nói, cũng không hỏi nữa, chỉ là vẻ nghi hoặc trong mắt không giảm chút nào. Hàn Lập cười giải thích một câu, chân thân nàng chính là hình thú, tinh thông âm hồn pháp tắc, làm mấy việc này, thật ra không khó. Lam Nhan ở bên cạnh nghe những lời này, hai mắt lập tức sáng lên, nhìn về phía Đề Hồn, nàng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tất cả biến hóa trong ánh mắt nàng đều lọt vào mắt Hàn Lập, nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ nói với Đề Hồn, dò xét một chút đi, xem có phát hiện gì không. Được, Đề Hồn khẽ gật đầu. Lập tức, mi tâm nàng bắn ra một tinh ti màu máu, lao thẳng vào trong tàn hồn Khê Đường. Vừa rồi tàn hồn còn giãy giụa không thôi, khi tinh ti màu máu bắn vào, nó liền bất động, hào quang màu đỏ bao phủ xung quanh cũng theo đó biến mất không thấy. Chương 1206, phá lệ. Sau một lát, Đề Hồn nhíu mày lại, tinh ti màu máu bay ngược trở về, thu vào trong con mắt nằm dọc. Tàn hồn Khê Đường trưởng lão lập tức lóe lên huyết quang, triệt để tiêu tán ra. Thế nào? Tiểu Bạch hiếu kỳ, lập tức hỏi. Gia hỏa này tự bạo lúc còn lưu lại một tay, trong thần hồn phần lớn ký ức đã tự tiêu tán, ký ức còn lại cũng đã hỏng không được đầy đủ, bất quá liên quan đến Khúc Lân vẫn còn rõ ràng. Lại nói, bọn hắn cũng không phải nhằm vào mỗi Khúc Lân. Đề Hồn nhíu mày nói ra, là ý gì? Hàn Lập hỏi, căn cứ trí nhớ của hắn, Thiên Đình tựa hồ đang siêu bắt một số tu sĩ có thân phụ lực lượng pháp tắc đặc thù, chân thân Khúc Lân chính là Phệ Kim Tiên, tu luyện thôn phệ pháp tắc hiếm thấy, cho nên mới bị bọn chúng để mắt tới. Đề Hồn nói như thế, chúng bắt những tu sĩ này làm gì? Hàn Lập hỏi, nội dung trong trí nhớ vị Khê Đường trưởng lão này không liên quan tới việc này, ta đoán là hơn phân nửa hắn cũng không biết, hẳn là chỉ phụng mệnh làm việc thôi. Đề Hồn nói ra, Hàn Lập nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự, cổ tay Đề Hồn chuyển một cái, trong lòng bàn tay nhiều ra một vòng tay chữ vật màu đen, sau khi luyện hóa nó, tìm kiếm bên trong. Hắc hắc, còn không phải về tới tay ta. Không bao lâu, Đề Hồn lấy từ trong vòng tay chữ vật kia ra cây quỷ địch màu đen, nhìn ngắm một trận, vui vẻ nói. Hàn đạo hữu, Đề Hồn đạo hữu, ta có một chuyện muốn nhờ. Lúc này, Lam Nhan bỗng nhiên quỳ dạp xuống đất nói. Đề Hồn thấy thế kinh ngạc, lùi về phía sau một bước. Hàn Lập biết Lam Nhan muốn cầu chuyện gì, cũng không nhúc nhích, nhận cái thi lễ này của nàng. Ngươi muốn để Đề Hồn đạo hữu dùng bí thuật âm hồn cứu Lam Nguyên tử. Ánh mắt Hàn Lập rơi vào trên người nàng, hỏi. Xin Đề Hồn đạo hữu giúp ta, bất luận muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Lam Nhan quỳ xuống đất không chịu dậy, run giọng khẩn cầu. Đề Hồn nghe vậy, lông mày cau lại, quay đầu nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập không mở miệng nói, chỉ gật đầu nhẹ với nàng, yên lặng truyền âm vài câu. Muốn ta giúp ngươi cũng không phải không được, chỉ là ta cũng chưa từng làm loại chuyện này, có thành hay không ta cũng không dám chắc. Đề Hồn tự định giá một lát, tìm từ ngữ thích hợp, nói ra. Lam Nhan nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Đề Hồn một chút, trong hai con người đã ướt át hiện lên vẻ do dự. Bất quá rất nhanh, sắc mặt nàng trở nên kiên định, mở miệng nói, chỉ cần Đề Hồn đạo hữu nguyện ý thi cứu, ta vô cùng cảm kích, về phần có thành hay không, đều là ý trời. Tốt, ngươi đã nói như vậy, ta sẽ giúp ngươi một lần. Chỉ là ngày sau chủ nhân nhà ta nếu có chuyện muốn nhờ, ngươi hẳn phải biết làm thế nào a. Đề Hồn gật đầu nhẹ, nói ra, lúc trước ta đã nói rõ, bất luận chuyện gì, dù tính mệnh ta, cũng tuyệt không chần chờ. Lam Nhan trịnh trọng nói, Khúc Lân đạo hữu, trước mắt ngươi có tính toán gì không? Hàn Lập hỏi, ta sở dĩ tới Đại Kim Nguyên Tiên Vực này, là vì cảm ứng được khí thức đồng loại, lần này mặc dù xém chút gặp nạn, nhưng vẫn không thể cứ vậy rời đi. Ta sẽ tu dưỡng một phen, sau đó tiếp tục chạy tới Cửu Nguyên Thành bên kia. Khúc Lân nói, nếu vậy, ngươi và ta xem như đi cùng đường, sao không cùng đi chung? Hàn Lập nói ra, Khúc Lân nghe vậy, không lập tức mở miệng, chỉ âm thầm suy nghĩ. Hàn Lập cũng không nói nhiều, chỉ chờ đáp án, tâm tính Khúc Lân vốn đa nghi thiện kỵ như vậy, hắn nếu càng thuyết phục, ngược lại càng dễ dẫn đến phản tác dụng. Chủ nhân, vì sao muốn mời hắn đồng hành? Kẻ này tướng lang sói, mang theo bên người chỉ sợ không tốt. Khuôn mặt nhỏ Tiểu Bạch hơi nhíu lại, không hiểu truyền âm hỏi. Gia hỏa này sở dĩ xuất hiện ở đây, khẳng định cũng là bị khí tức Kim Đồng hấp dẫn tới. Mang theo hắn bên cạnh, sau đó muốn tìm ra tung tích Kim Đồng, sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hàn Lập truyền âm trả lời, nguyên lai là vì lão đại a, vậy không thành vấn đề. Tiểu Bạch âm thầm gật đầu nói, chúng ta đồng hành, ngược lại có thể chiếu ứng lẫn nhau, chỉ là nhiều người thì dễ bại lộ hành tung. Huống hồ Xích Mộng kia đã có phương pháp tìm kiếm tung tích ta, Hàn đạo hữu không sợ bị ta liên lụy. Khúc Lân giống như đang cân nhắc từ ngữ, dò hỏi. Chuyện này Khúc đạo hữu không cần quá lo lắng, người đồng hành với ta, chỉ cần tránh vào trong động thiên pháp bảo của ta, đảm bảo Xích Mộng không thể dò xét được. Hàn Lập cười nói, nếu như vậy, tại hạ ngược lại thật sự phải quấy rầy Hàn đạo hữu mấy phần, đồng hành cùng đạo hữu. Khúc Lân nói ra, như vậy rất tốt, trong không gian động thiên này có bố trí nhiều trận pháp, không nên tùy ý đi lại, Khúc đạo hữu có thể lưu lại trong Trúc Lâu an dưỡng, mong đạo hữu thứ lỗi. Hàn Lập nói ra, không sao, không sao. Khúc Lân lập tức gật đầu nói. Hàn Lập vung tay lên, một đạo quang môn màu bạc hiển hiện hư không, bên trong chính là tòa Trúc Lâu 2 tầng mới xây hướng linh dược viên bên kia. Khúc Lân ôm quyền thi lễ, bước một bước vào trong đó. Tiến vào trong phòng, gã quan sát bốn phía một phen, phát hiện trong phòng linh khí tràn đầy, bốn phía hình như có bố trí cấm chế pháp trận. Những pháp trận này tự nhiên không cách nào ngăn cản gã, chỉ là một khi gã phá hư pháp trận, Hàn Lập lập tức phát giác ra, lấy thực lực bây giờ của Hàn Lập bày ra, Khúc Lân cũng không dám khẳng định có thể thắng hắn. Trong khi tâm gã chuyển động, đi tới một chiếc giường mềm trong phòng, khoanh chân ngồi lên, nhắm mắt điều tức. Thần hồn Lam Nguyên tử tàn khuyết không đầy đủ, ngươi có phương pháp giúp hắn. Hàn Lập đóng lại quang môn màu bạc, sau đó quay người nhìn Đề Hồn, hỏi. Ta có một môn bí thuật dưỡng hồn, trước tiên có thể bảo dưỡng hồn phách hắn, chỉ cần hao phí không ít thời gian, đợi khi hồn phách của hắn bù lại đầy đủ, liền có thể đoạt xá thay một cỗ thân thể mới. Đề Hồn nói ra, đa tạ Đề Hồn đạo hữu. Lam Nhan sau khi nghe xong, vui đến phát khóc nói. Muốn cảm ơn thì cảm ơn chủ nhân nhà ta đi. Đề Hồn nói ra, đa tạ Hàn đạo hữu. Lam Nhan vội khom người thi lễ một cái, nói ra. Hàn Lập đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, tiện tay vung lên, quang môn màu bạc một lần nữa hiển hiện, trong môn xuất hiện tòa Trúc Lâu cũ kia. Đề Hồn, người trước dẫn bọn hắn về trong động thiên tu dưỡng đi, chuyện ôn dưỡng thần hồn Lam Nguyên tử giao cho ngươi. Hàn Lập nói ra, Đề Hồn gật đầu nhẹ, dẫn đầu đi vào trong quang môn. Lam Nhan nhìn Hàn Lập một cái, cũng đi vào trong lầu chính, Tiểu Bạch thì đi theo phía sau. Đợi cả đám rời đi, Hàn Lập tiện tay đóng lại quang môn màu bạc, cổ tay vận chuyển, lấy ra mặt nạ luân hồi điện màu đỏ, đeo lên mặt. Trên mặt nạ sáng lên một trận tinh quang, trước người hắn liền có một màn sáng màu đỏ chiếu xuống. Trong màn sáng, một thân ảnh thướt tha từ đó nổi lên. Hàn Lập nhìn qua, lập tức nhận ra được, đạo nhân ảnh kia không ai khác, chính là Giao Tam. Giao Tam đạo hữu, ngươi rốt cuộc đã liên hệ ta. Hàn Lập nhìn thấy Giao Tam, âm thầm thở ra một hơi, cười nói. Thật có lỗi, gần đây sự tình quá nhiều, cho tới giờ mới liên lạc Hàn đạo hữu. À, thực lực Hàn đạo hữu lại đại tiến, hẳn là đã tiến cấp tới Đại La Cảnh. Giao Tam nói, trong mắt đột nhiên lộ ra một vẻ kinh dị. Giao Tam đạo hữu hảo nhãn lực, không biết làm sao khám phá được tu vi tại hạ. Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, hỏi, Tiểu nữ từng được một vị tiền bối truyền thụ một môn vọng khí chi thuật, có thể thông qua hình ảnh và thần sắc một người, đại khái phán đoán ra tu vi của đối phương, bất quá chỉ là thủ đoạn nhỏ thôi, cũng không đáng nhắc tới. Không biết Hàn đạo hữu bây giờ đang ở nơi nào? Giao Tam cười cười, không muốn nói nhiều về vấn đề này, lảng sang chuyện khác. Bây giờ ta đã tiến vào Đại Kim Nguyên Tiên Vực, bởi vì có một số việc cần làm. Hàn Lập nhớ lại Giao Tam trước đó cảnh tỉnh hắn, khẽ trầm mặc một chút, nhưng cũng không nói dối, nói ra sự thật. Không sao, hiện tại tình huống Đại Kim Nguyên Tiên Vực khác với trước đó, người tiến vào cũng không sao. Giao Tam nhìn thấy Hàn Lập lo lắng, cười nhạt nói. Ánh mắt Hàn Lập ba động một chút, nghe Giao Tam nói, nàng tựa hồ cũng đang ở trong Đại Kim Nguyên Tiên Vực. Giao Tam đạo hữu liên lạc Hàn mỗ, chắc là nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi. Hàn Lập lấy lại bình tĩnh, hỏi. Không sai, không biết Hàn đạo hữu giờ đang ở nơi nào Đại Kim Nguyên Tiên Vực? Có thể trong vòng 30 năm đến Cửu Nguyên Thành không? Sắc mặt Giao Tam nghiêm một chút, hỏi. Không vấn đề, Hàn Lập tính toán một chút khoảng cách giữa Lưu Kim Thành và Cửu Nguyên Thành, gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, còn có một chuyện, Hàn đạo hữu nếu đã tiến giai Đại La Cảnh, xin cầm lấy vật này. Giao Tam nói, bấm niệm pháp quyết vung lên, trong pháp trận truyền vật lóe lên hắc quang, xuất hiện một cái mặt nạ màu đen, giống như đúc mặt nạ của Hàn Lập, phía trên viết danh tự cũng vẫn như cũ là Long Ngũ. Mặt nạ Luân Hồi Điện ta phân ra 4 màu lam, xanh, đỏ, đen, đại biểu thân phận địa vị trong Luân Hồi Điện, mặt nạ màu đen chính là tiêu chí hạch tâm chân chính Luân Hồi Điện. Giao Tam nói ra, Luân Hồi Điện dự định tấn thăng Hàn mỗ làm thành viên hạch tâm. Hàn Lập cầm mặt nạ màu đen kia, ánh mắt chớp động hỏi. Bản điện điện chủ sớm đã nghe qua đại danh Hàn đạo hữu, vẫn muốn triệu kiến, chỉ là vì bận rộn, đến nay vẫn chưa có cơ hội. Bất quá ngài đã sớm có ý tấn thăng Hàn đạo hữu làm thành viên hạch tâm. Tấn thăng thành viên hạch tâm không thể coi thường, cần thiên tư chắc tuyệt, đồng thời lập đại công với bản điện, mới có cơ hội. Hàn đạo hữu trong thời gian ngắn như vậy có thể tiến giai Đại La Cảnh, thiên tư tự nhiên không có vấn đề, chỉ là công lao hơi ít một chút, điện chủ lúc đầu tính đợi nhiệm vụ Cửu Nguyên Quan kết thúc, sẽ tấn thăng Hàn đạo hữu. Nhưng thời gian tới chúng ta phải đi Cửu Nguyên Quan, nơi đó cao thủ nhiều như mây, còn có Cửu Nguyên đạo tổ tỏa trấn, dùng mặt nạ màu đỏ che giấu khí tức cũng không ổn thỏa, cho nên mới phá lệ mệnh ta đem mặt nạ màu đen này trước giao cho Hàn đạo hữu, bảo đảm chuyến này an toàn, chờ nhiệm vụ Cửu Nguyên Quan kết thúc mới chính thức tấn thăng. Giao Tam nói nhanh, Luân Hồi Điện chủ, trong lòng Hàn Lập run lên, hắn nghe đại danh Luân Hồi Điện chủ đã lâu, có thể sáng tạo ra Luân Hồi Điện bực này, đủ can đảm khiêu chiến tổ chức khổng lồ thiên đình, không biết là nhân vật lợi hại bực nào, tu vi tất nhiên cũng sâu không lường được, nói không chừng chính là một vị đạo tổ. Nghe một nhân vật như vậy một mực chú ý tới mình, trong lòng Hàn Lập kỳ thật có chút tâm thần bất định. Vậy đa tạ hảo ý điện chủ và Giao Tam đạo hữu. Trong miệng hắn cảm ơn một tiếng, sau đó triển khai thần niệm, dò xét mặt nạ màu đen, con mắt lập tức hơi sáng lên. Mặt nạ màu đen này mặc dù cầm trong tay, nhưng thần thức tìm tòi, chỉ cảm giác một mảnh hư vô mờ mịt, phảng phất như trong tay không có mặt nạ. Trong lòng hắn vui mừng, mặt nạ màu đen này có thần thông che giấu khí tức, quả nhiên so với mặt nạ màu đỏ thì tốt hơn nhiều, chỉ sợ luyện chế cũng không dễ, không biết dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo, đúng là xứng với thân phận thành viên hạch tâm. Chương 1207, mặt nạ màu đen. Giao Tam mỉm cười nói, ngươi và ta đều thuộc Luân Hồi Điện, mà Hàn đạo hữu lại là người ta dẫn vào, những chuyện này là ta phải làm. Đúng rồi, Hàn đạo hữu sau khi tới Cửu Nguyên Thành, hãy đến khách sạn Phong Vân ở khu ngoại thành. Luân Hồi Điện ta đã bí mật bố trí một chỗ ở nơi đó, ngươi có thể yên tâm đặt chân tới. Tuy Hàn Lập nghe những lời nói này nhưng vẫn chỉ lật mặt nạ ở trong tay để xem qua, nhất thời không mở miệng nói chuyện. Giao Tam hơi ngẩn ra hỏi, Hàn đạo hữu, ngươi còn có chỗ nào không rõ sao? Hàn Lập hơi đăm chiêu nhìn Giao Tam hỏi lại, những lời Giao Tam đạo hữu vừa nói, Hàn mỗ dĩ nhiên đều nắm được. Tuy nhiên, mọi chuyện tới lúc này, Giao Tam đạo hữu có thể nói cho ta biết tình hình cụ thể liên quan đến nhiệm vụ lần này không? Lúc trước, hắn chỉ ở Thái Ất Cảnh, tu vi yếu ớt, sức mạnh không đủ, cho nên không hỏi nhiều về nhiệm vụ Luân Hồi Điện lần này. Hắn e ngại bị cuốn quá sâu vào cuộc tranh đấu giữa Luân Hồi Điện và Thiên Đình, khó lòng thoát thân. Bây giờ tu vi tiến nhanh, thái độ của hắn đối với chuyện này rất khác trước. Hắn không còn sợ hãi, rụt rè như trước nữa. Giao Tam khẽ thở dài, khuôn mặt lộ vẻ áy náy giải thích, Hàn đạo hữu, cũng không phải là ta không tin ngươi, chỉ là tình hình cụ thể liên quan đến nhiệm vụ lần này ta cũng không biết nhiều, dù muốn nói cho ngươi, cũng không biết nói gì. Ngón tay Hàn Lập khẽ nhúc nhích, xoay cái mặt nạ đen trong tay, cười nói, Giao Tam đạo hữu, ngươi và ta quen biết cũng không phải ngày một ngày hai, lời thoái thác kiểu này thì miễn đi. Mặc dù ta không biết thân phận cụ thể của đạo hữu ở trong Luân Hồi Điện, nhưng ta nghĩ chắc chắn không tầm thường, không thể không biết nhiệm vụ Cửu Nguyên Quan lần này. Nếu sau này chúng ta hợp tác, vẫn nên thẳng thắn một chút sẽ tốt hơn. Giao Tam cười khổ đáp, tiểu nữ cũng không phải là thoái thác, thật sự là không biết. Nhiệm vụ Cửu Nguyên Quan lần này trọng đại, do cao nhân trong điện tự mình chủ trì, ta chỉ là một thành viên liên lạc nho nhỏ thôi, nào biết nội tình cụ thể. Thấy thái độ Giao Tam không giống giả vờ, Hàn Lập liền dùng tâm niệm liên lạc với Đề Hồn, người này nói vậy có thật không? Thanh âm Đề Hồn vang lên trong đầu Hàn Lập, chủ nhân, người này chỉ là hư ảnh hiển hóa, không thể cảm nhận được rung động thần hồn, ta cũng không cách nào dò xét rõ ràng. Tuy nhiên nhìn thần sắc Giao Tam cũng không giống nói dối. Nghe lời này, lông mày Hàn Lập hơi nhíu lại, Giao Tam nhìn thấy sắc mặt Hàn Lập không đổi liền nói tiếp, tại hạ dù chỉ là thành viên liên lạc, không có quyền biết rõ chi tiết nhiệm vụ lần này, nhưng Hàn đạo hữu là người ta mời tới giúp đỡ, cho nên tiểu nữ đã cố gắng hỏi thăm một chút sự tình mà ngươi quan tâm. Ồ, ngươi nói ta nghe, Hàn Lập bất động thanh sắc nói, trước mắt, Kim Đồng vẫn ở trong Cửu Nguyên Quan, cũng không có gì nguy hiểm. Người của Cửu Nguyên Quan bắt nó là bởi dự định dâng nó cho thời gian đạo tổ cổ hoặc kim tại Bồ Đề Yến. Bây giờ còn cách Bồ Đề Yến một khoảng thời gian, nên Kim Đồng tạm thời an toàn. Thậm chí Cửu Nguyên Quan còn nghĩ cách tăng tu vi Kim Đồng lên, để cho lễ vật này càng thêm xuất chúng. Nghe những câu này, mắt Hàn Lập sáng lên, hắn đã biết mục đích bắt Kim Đồng của Cửu Nguyên Quan. Tuy nhiên, Giao Tam xác nhận việc này tại đây cũng khiến lòng hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Giao Tam tiếp tục nói, hơn nữa, bên trên giường như dự định để cho đạo hữu hoàn thành chuyện nào đó, sẽ thông báo với người nơi ở Kim Đồng và cách cứu viện nó. Nhưng cụ thể là chuyện gì, ta cũng không rõ, vì việc của Hàn Mỗ đã để Giao Tam đạo hữu phải phí tâm rồi. Hàn Lập chắp tay nói, ý nghĩ trong lòng lại xoay chuyển. Hắn thầm suy nghĩ, Luân Hồi Điện muốn hắn làm chuyện gì, nhưng trong thời gian ngắn không có căn cứ làm sao nghĩ ra được. Vậy nên, ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu hắn rồi biến mất. Giao Tam nói trở lại chuyện chính, Hàn đạo hữu bây giờ coi như đã là thành viên hạch tâm của Luân Hồi Điện, bản điện tuy rằng làm việc bí hiểm nhưng tuyệt đối không tính toán người một nhà. Hàn đạo hữu không cần lo lắng chuyện này. Hàn Lập gật đầu nói, cái này đương nhiên, nếu không Hàn Mỗ đã không gia nhập Luân Hồi Điện. Hàn đạo hữu hiểu rõ là tốt. Giao Tam khẽ gật đầu, hai người rảnh rỗi nói thêm vài câu liền ngắt liên lạc. Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi gọi Tiểu Bạch và Đề Hồn từ trong không gian hoa chi ra. Sau đó, hắn gỡ mặt nạ màu đỏ trên mặt xuống và đeo mặt nạ màu đen lên, bấm quyết thúc giục. Một đoàn hào quang tối tăm trên mặt nạ lan ra, bao phủ thân thể hắn. Nhất thời, cả người hắn trở nên như ẩn như hiện. Đề Hồn và Tiểu Bạch ở bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc, bởi thần thức bọn họ không hề cảm ứng được khí tức Hàn Lập chút nào, nơi đó phảng phất như một vùng hư vô. Tiểu Bạch tấm tắc tán thưởng, Luân Hồi Điện quả nhiên đáng sợ, hiệu quả ẩn nấp của mặt nạ màu đen này còn lợi hại hơn so với độn thiên phù của ta. Hàn Lập tự cảm ứng tình trạng bản thân, có chút hài lòng, bàn tay bấm pháp quyết lần nữa. Bề ngoài cơ thể hắn nhanh chóng biến hóa, trở thành một đại hán râu quai nón mặt đen. Đồng thời, Hàn Lập đưa tay vỗ lên bả vai Đề Hồn, Đề Hồn, mượn một phần nguyên khí của ngươi dùng một lát. Lòng bàn tay hắn phát ra lực lượng cắn nuốt, nhanh chóng hấp thu nguyên khí trong cơ thể Đề Hồn. Đề Hồn giật mình, nhưng không động đậy, mặc cho Hàn Lập hấp thụ nguyên khí trong cơ thể. Hàn Lập cũng không hấp thu quá nhiều, hắn nhanh chóng ngừng lại rồi sau đó nhắm mắt. Một lát sau, trên người hắn hiện ra một tầng hào quang tối màu, tản ra một luồng quỷ khí âm sát, giống hệt khí tức trên người Đề Hồn, không một chút sơ hở nào. Dù ai nhìn thấy Hàn Lập lúc này, cũng đều cho rằng hắn là một tu sĩ tu luyện công pháp quỷ đạo. Cái này, Tiểu Bạch trố mắt nhìn, thần sắc lộ vẻ không thể tin nổi. Đề Hồn thấy cảnh này cũng tỏ vẻ chấn kinh, bởi vì giờ này, không chỉ thân thể Hàn Lập, ngay cả thần hồn cũng tản ra khí tức khác biệt lúc trước quá nhiều. Mặt nạ màu đen kia thậm chí cải biến được cả khí tức thần hồn. Khuôn mặt Hàn Lập cũng tỏ vẻ vui mừng, gật đầu nói, mặt nạ màu đen của Luân Hồi Điện có thể thu nạp nguyên khí từ người ngoài, sau đó dung hợp với bản thân, ngụy trang thành người khác. Thủ đoạn này quả thật cao minh hơn xa so với thuật biến hình đơn thuần không ít. Đề Hồn nói, chủ nhân có mặt nạ này thực sự an toàn hơn rất nhiều. Kế tiếp chủ nhân muốn đi Cửu Nguyên Thành, ta và Tiểu Bạch không có thủ đoạn ẩn nấp bậc này, nấp trong không gian hoa chi vẫn tốt hơn, tránh cho chủ nhân thêm phiền phức. Thần niệm Hàn Lập truyền âm nhắc nhở, các ngươi giúp ta để ý Khúc Lân và Lam Nhan. Thân thể Khúc Lân mặc dù cường đại, nhưng thần hồn Vệ Kim Tiên tương đối yếu. Đề Hồn, thần thông của ngươi vừa vặn dễ dàng khắc chế gã. Đề Hồn truyền âm trả lời, chủ nhân yên tâm, ta sẽ để ý Khúc Lân kia. Tiểu Bạch cũng vỗ vỗ ngực, bộ dáng cam đoan. Hàn Lập thấy vậy cười một tiếng, phất tay thu Tiểu Bạch và Đề Hồn vào không gian hoa chi. Sau đó, hắn rời khỏi mặt đất, đi ra bên ngoài. Mặt hắn lộ vẻ do dự rồi hóa thành một luồng hào quang màu tối, bay về phía Lưu Kim Thành. Hắn nhanh chóng tiến vào thành từ cửa phía tây. Trong thành, mọi nơi vẫn yên bình, các tu sĩ đều đang bàn luận về sự tình đại hội đấu giá của Nhật Nguyệt Các, vài người tuần tra ngẫu nhiên đi qua cũng không có chút gì khác thường. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập biết hỗn loạn do mình chiến đấu với đám người Xích Mộng cũng không lan truyền ra mà bị Nhật Nguyệt Minh áp chế. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức, thân hình hắn khẽ động, bay sâu về phía thành đông. Bên trong Lưu Kim Thành là nơi phồn hoa, khắp nơi đều là cửa hàng, đại đa số lấy màu vàng làm chủ, làm cho người có một cảm giác phù phiếm, không giống như thành lớn hùng tráng, uy vũ. Trong lòng Hàn Lập không khỏi cảm thán, Nhật Nguyệt Minh không có một chỗ dựa mạnh mẽ phía sau, lại có thể tồn tại giữa các thế lực to lớn Cửu Nguyên Quan, Bách Tạo Sơn, Đại Kim Nguyên Tiên Cung đến nay, hơn nữa còn phát triển phồn vinh, có lẽ chính bởi sự phù phiếm vô hại này. Lưu Kim Thành chiếm diện tích rất lớn, Hàn Lập bay gần nửa ngày mới dừng lại ở một tòa đại điện vàng óng ở thành đông. Cửa đại điện treo một tấm biển, viết 4 chữ lớn Nhật Nguyệt Chu Hành. Người đến kẻ đi ở lối vào, rất náo nhiệt. Hàn Lập cất bước đi vào, bên trong là một không gian lớn khoảng mấy trăm trượng, biển người cùng đi, hối hả tiến sâu vào đại điện. Ở trong đại điện có vài chục cửa vào, trên đỉnh mỗi cửa đều viết một cái tên, rõ ràng là các địa danh của Đại Kim Nguyên Tiên Vực. Cửu Nguyên Thành, Kim Nguyên Thành, Bách Tạo Thành đều có trong đó. Người đi vào 3 cửa này cũng nhiều nhất, Hàn Lập liếc mắt nhìn qua, cất bước đi đến lối vào viết Cửu Nguyên Thành. Nhật Nguyệt Chu Hành là một sản nghiệp vận chuyển dưới cờ Nhật Nguyệt Minh. Nhật Nguyệt Minh khai phá, luyện chế ra một loại phi thuyền đặc thù, tên là Nhật Nguyệt Phi Chu. Thuyền này có thể tiếp dẫn lực lượng Nhật Nguyệt tinh thần, tốc độ phi hành cực nhanh, dùng để đi lại giữa các thành trì quan trọng ở Đại Kim Nguyên Tiên Vực, vận chuyển hàng hóa hoặc đón khách. Nhật Nguyệt Thần Chu không chỉ có tốc độ cực nhanh mà giá cả so với truyền tống trận cũng rẻ hơn rất nhiều. Vậy nên, rất nhiều thế lực nhỏ và vừa, còn cả tán tu ưa thích. Mặc dù Lưu Kim Thành có pháp trận truyền tống kết nối với Cửu Nguyên Thành, nhưng truyền tống trận ở các tiên vực đều trong tầm khống chế của Thiên Đình. Nơi đó có pháp trận giám sát đặc biệt nghiêm cẩn. Hơn nữa, gần đây các đại tiên vực rối ren, Thiên Đình giám sát truyền tống trận càng thêm nghiêm ngặt. Hàn Lập mặc dù có mặt nạ màu đen cũng không muốn mạo hiểm. Mà tốc độ Nhật Nguyệt Phi Chu cũng rất nhanh, trong vòng 30 năm cũng đủ thoải mái đến Cửu Nguyên Thành. Hàn Lập bước vào lối đi Cửu Nguyên Thành, xuyên qua một hành lang thật dài. Khung cảnh trước mặt bỗng mở rộng ra, một gian đại sảnh dài rộng 30 mấy trượng xuất hiện ở phía trước. Trong sảnh bày ra không ít chỗ ngồi và không ít người giờ này cũng đã ngồi đấy, còn có 2 người mặc áo lam là tu sĩ của Nhật Nguyệt Minh đứng ở đây. Nhìn thấy Hàn Lập tiến đến, một tu sĩ trung niên của Nhật Nguyệt Minh lập tức tiến ra nghênh đón, chắp tay nói, vị đạo hữu này muốn đi Nhật Nguyệt Thần Chu tiến về Cửu Nguyên Thành sao? Hàn Lập gật gật đầu, đúng vậy, hắn không muốn làm người khác chú ý nên áp chế tu vi xuống ngang bằng kim tiên. Tu sĩ trung niên cười nói, đạo hữu tới rất đúng lúc, Thần Chu đi tới Cửu Nguyên Thành mỗi tháng có 1 chiếc. Chiếc Thần Chu tiếp theo xuất phát vừa khéo vào ngày hôm sau. Ánh mắt Hàn Lập sáng lên liền dò hỏi, ồ, vậy thật là đúng dịp, không biết phí tổn bao nhiêu. Đúng lúc tu sĩ trung niên của Nhật Nguyệt Minh đang muốn nói, một thanh âm truyền tới từ bên cạnh, là 4 tên tu sĩ đang đi tới, vị đạo hữu này cũng muốn đi Cửu Nguyên Thành, không biết có hứng thú cùng chúng ta mua chung vé thuyền một gian lớn. 5 người chúng ta cùng chịu phí tổn, có thể tiết kiệm không ít tiên nguyên thạch. Tu vi 4 người đều đạt đến kim tiên cảnh, người cầm đầu là một lão giả áo xám, vẻ mặt tươi cười. Trong 3 người kia, 1 người là thanh niên áo đen, nhìn qua nhiều nhất khoảng 20 tuổi, trên mặt còn có chút ngây ngô. Bên cạnh thanh niên áo đen là một thiếu phụ áo đỏ, dáng người nở nang, dung mạo mỹ lệ. Người cuối cùng lại là một nữ ni tướng mạo xinh đẹp, người mặc tăng y xanh nhạt, đỉnh đầu búi tóc thật cao, nhìn giống như tóc người tu hành, phía sau còn đeo một thanh trường kiếm trắng tuyết, nhìn không đâu vào đâu. Nhìn thấy 4 người, ánh mắt Hàn Lập khẽ động, cảm thấy giật mình. Bởi vì, trong 4 người này, ngoại trừ thanh niên mặc áo đen dung mạo khá lạ lắm, còn 3 người khác hắn đều nhận ra. Chương 1208, đi cùng thuyền, lão giả áo xám và hồng sam thiếu phụ kia, chính là 2 người lúc trước Hàn Lập gặp trong Ngũ Quang Lôi Vực, tên là Tôn Trọng Sơn và Diệu Tiên Tử. Chỉ là ngày đó Tôn Trọng Sơn kia bỏ mặc Diệu Tiên Tử và gã đàn ông xấu xí mặc hắc giáp, một mình chạy trốn, song phương hẳn là kết thành thù hận mới đúng, không biết hôm nay sao lại xuất hiện cùng nhau. Mà nữ ni áo trắng kia có dung mạo thân hình giống 7-8 phần với nữ tử Dư Mộng Hàn mà Hàn Lập lúc trước gặp ở Linh Hoàn Giới, làm ánh mắt hắn không khỏi dừng lại thêm giây lát. Chỉ là thời gian đã qua lâu, lại vượt qua lưỡng giới xa xôi, trong lúc nhất thời hắn cũng vô pháp xác nhận thân phận đối phương. Nữ ni áo trắng dường như chú ý tới ánh mắt của Hàn Lập, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại rồi quay đầu đi. Vé tàu gian lớn, Thần sắc Hàn Lập khôi phục lại, hỏi, phòng khách Nhật Nguyệt Thần Chu phân ra 3 loại đại, trung, tiểu, gian lớn vé là 3.000 tiên nguyên thạch, gian trung 2.000, gian nhỏ 1.000. 5 người chúng ta cùng mua một tấm vé gian lớn, mặc dù chật trội một chút, nhưng có thể tiết kiệm không ít tiên nguyên thạch, không biết ý đạo hữu thế nào. Lão giả áo xám cười nói. Hàn Lập nghe vậy, nhìn tu sĩ trung niên Nhật Nguyệt Minh bên cạnh một cái. Tu sĩ trung niên vẫn lẳng lặng đứng ở một bên, cũng không ngăn cản hành vi ghép chỗ của lão giả áo xám. Thật xin lỗi, tại hạ quen một mình đơn độc, đa tạ hảo ý của đạo hữu. Mắt Hàn Lập sáng lên, lắc đầu. Lão giả áo xám lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng không có thuyết phục tiếp, khẽ gật đầu với Hàn Lập, sau đó dẫn 3 người rời đi. Hàn Lập quét nhìn 4 người một chút, rồi mua một tấm vé tàu gian nhỏ từ tu sĩ trung niên Nhật Nguyệt Minh. Chỉ còn một ngày, hắn cũng không có tâm tư ra ngoài đi dạo, tìm một chỗ trong sảnh ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc trước tranh đấu một trận với bọn người Đại La Xích Mộng, khiến cho hắn tiêu hao không ít nguyên khí, vừa vặn tranh thủ dịp này khó có được cơ hội nhàn hạ hảo hảo khôi phục một chút. Hàn Lập vừa âm thầm vận công khôi phục nguyên khí, đồng thời chú ý 4 người kia, nhất là nữ ni áo trắng. Nàng này cực kỳ giống Dư Mộng Hàn, khí tức cũng tương tự, thật sự là Dư Mộng Hàn sao? Chỉ là lúc trước Hàn Lập rời khỏi linh hoàn giới, tu vi Dư Mộng Hàn ngay cả Nguyên Anh kỳ cũng chưa đến, mà thiên tư cũng không tốt lắm, lúc này mới bao nhiêu năm, làm sao có thể tu luyện đến kim tiên cảnh. Mặc dù tu vi Liễu Nhạc Nhi cũng đột nhiên tăng mạnh, bây giờ thậm chí đã tiếp cận đại la cảnh, nhưng nàng thân phụ huyết mạch man hoang chân linh Cửu Vĩ Thiên Hồ, phía sau lại có tài nguyên thiên hồ tộc tương trợ, tự nhiên là chuyện khác. Nữ ni áo trắng này nhìn chỉ là một tán tu, vé tàu 1.000 tiên nguyên thạch cũng phải tính toán tỉ mỉ, tự nhiên tài lực không có bao nhiêu, hẳn không phải là Dư Mộng Hàn, khả năng chỉ là tướng mạo ngẫu nhiên giống mà thôi. Bọn người lão giả áo xám tiếp tục bắt chuyện với tu sĩ bên ngoài tiến đến, lôi kéo ghép phòng. Giờ phút này sắp đến thời gian xuất phát, người tiến vào càng ngày càng nhiều, chỉ là đại đa số người đều đã mua vé tàu, tới tập hợp mà thôi. Bọn người lão giả áo xám hỏi liên tiếp 7-8 người, rốt cuộc tìm được một người nguyện ý ghép phòng, là một trung niên nam tử có đôi mắt tam giác, mặt mũi tràn đầy vẻ hung hãn, tu vi cũng đạt tới kim tiên cảnh. Chỉ là quần áo gã có vẻ cũ nát, mà làn da lại thô ráp, xem liền biết là một gã tán tu. Sau khi gom đủ 5 người, mấy người lão giả áo xám cũng tìm một chỗ ngồi xuống, chờ đợi Nhật Nguyệt Thần Chu khởi hành. Trong nháy mắt, hơn nửa ngày trôi qua, trong phòng đã ngồi đầy người, cuối cùng đã tới thời gian xuất phát. Các vị đạo hữu chờ đợi đã lâu, xin mời đi theo ta. Hai tu sĩ Nhật Nguyệt Minh kia nói một tiếng, đi đến chỗ sâu đại sảnh. Đám người trong sảnh đều đứng dậy, đi theo hai người. Chỗ sâu đại sảnh có một cánh cửa, phía sau là một hành lang, xuyên qua hành lang, phía trước sáng tỏ thông suốt, một quảng trường khổng lồ xuất hiện ở đây. Trên quảng trường đặt một chiếc phi chu to lớn, cao chừng 300-400 trượng, dài 700-800 trượng, thân tàu bo tròn, nhìn phảng phất một quả trứng gà to lớn vô cùng. Toàn thân phi chu ánh lam, phía trên minh khắc chằng chịt phù văn hai màu xanh trắng, tạo thành pháp trận này đến pháp trận khác, nhìn phi thường huyền diệu. Đây là Nhật Nguyệt Thần Chu, quả nhiên bất phàm. Hàn Lập nhìn pháp trận trên phi chu, thình lình đều là pháp trận tinh thần, mà lại phi thường huyền diệu, không kém hơn cấm chế tinh thần trong Tích Lân không cảnh. Phía dưới phi chu có một chỗ cửa vào, bọn người Hàn Lập theo thứ tự tiến vào bên trong. Trong Nhật Nguyệt Thần Chu trên dưới chia làm 10 tầng, mỗi một tầng đều ngăn thành từng gian phòng to nhỏ, tận dụng cực hạn không gian bên trong. Hàn Lập dựa theo số vé, rất mau tìm đến gian phòng của mình. Không gian bên trong rất nhỏ, dài rộng chỉ hơn 1 trượng, chỉ đặt một cái giường và một chỗ ngồi nhỏ, dị thường đơn giản. Cũng may, hắn cũng không phải người hưởng thụ coi trọng ngoại vật, đóng cửa phòng lên giường ngồi xuống, sau đó thần thức tỏa ra, dò xét tình huống chung quanh. 4 vách gian phòng đều sắp đặt cấm chế ngăn cách nhau, bất quá điểm cấm chế ấy, tự nhiên ngăn không được thần thức Hàn Lập. Ồ, đôi mi hắn trao lên, rất trùng hợp, 5 người lão giả áo xám lại ở kế vách của hắn. Gian phòng đó so với phòng Hàn Lập lớn hơn một chút, bài trí cũng rất đơn giản, cũng chỉ có một cái giường, một bộ bàn ghế. Diện tích nơi đó mặc dù lớn hơn phòng Hàn Lập, nhưng nhân số bọn họ cũng nhiều, 5 người sau khi đi vào, cũng không còn chỗ trống bao nhiêu. Nơi đây chật hẹp, mọi người chịu đựng một chút nhé. Lão giả áo xám vừa cười vừa nói, nữ ni áo trắng và Diệu tiên tử kia thấy không gian chật hẹp như vậy, lông mày đều hơi nhíu lại. Chỉ có một cái giường, vậy để hai vị Dư tiên tử và Diệu tiên tử ngồi xuống đi, ba nam tử chúng ta tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi là được. Thanh niên áo đen liếc nữ ni áo trắng một cái, nói ra. Dư tiên tử, Hàn Lập nghe thanh niên áo đen nói, trong lòng hơi động một chút. Chỉ là thanh niên áo đen còn chưa dứt lời, nam tử trung niên mắt tam giác kia đã không nói một lời bước nhanh đến phía trước, đặt mông ngồi ở trên giường. Ngươi, sắc mặt thanh niên áo đen trầm xuống, cái giường này đặt ở trong phòng, tất nhiên ai tới trước được trước. Hắc hắc, ngươi muốn lấy lòng cô nương, đó là chuyện của ngươi, ta cũng không có lòng dạ quan tâm. Nam tử mắt tam giác cười lạnh hắc hắc một tiếng, sau đó duỗi người một cái, nằm ở trên giường. Thanh niên áo đen giận dữ, gã ở trong gia tộc mình có địa vị tôn sùng, chưa bao giờ bị loại uất khí này, lúc này hai tay nắm lại, đang tính phát tác. Nam tử mắt tam giác quay đầu nhìn sang, mắt tam giác nhìn chằm chằm thanh niên áo đen, bên trong hiện lên từng tia lãnh mang như độc xà. Thanh niên áo đen dùng mình một cái, lửa giận ngập đầu như bị rót một thùng nước lạnh, biến mất vô tung vô ảnh, cứ thế đứng tại nơi đó. Mọi người nếu cùng lên thuyền, lại ở chung một phòng, cũng coi là duyên phận khó có được, hay là dĩ hòa vi quý đi. Nếu Lâm đạo hữu hơi mệt chút, vậy hảo hảo nghỉ ngơi một lát, mấy người chúng ta ngồi dưới đất này cũng được. Lão giả áo xám bước ra hòa giải, thanh niên áo đen lộ vẻ tức giận hừ một tiếng, mượn cơ hội xuống đài, tìm một chỗ trong phòng ngồi xuống. Nam tử mắt tam giác cất tiếng cười to một tiếng, nhưng cũng không để ý tới mấy người, tự nhắm mắt lại. Trong mắt thanh niên áo đen lóe lên một tia oán độc khắc cốt, nhưng lập tức lại biến mất. Ba người lão giả áo xám, nữ nhi áo trắng và thiếu phụ váy đỏ cũng tự mình ngồi xuống, trong phòng rất nhanh trở nên yên tĩnh. Hàn Lập thu hồi thần thức dò xét, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Mấy người sát vách cũng khá lý thú, dọc theo đường này có lẽ còn phát sinh nhiều chuyện thú vị. Hắn rất nhanh thu hồi tâm tư, bấm niệm pháp quyết vung lên, từng đạo thanh quang rơi vào các nơi trong phòng, mở ra mấy tầng màn sáng cấm chế, bao gian phòng lại, lúc này mới ngừng tay. Vào thời khắc này, Nhật Nguyệt Thần Chu rung động ù ù, lơ lửng bay lên. Hàn Lập nhìn ra một cửa sổ nhỏ xuyên thấu ra ngoài, chỉ thấy Nhật Nguyệt Thần Chu đang rất nhanh bay lên không trung, Lưu Kim Thành phía dưới cấp tốc trở nên nhỏ bé, sau đó Nhật Nguyệt Thần Chu khẽ run lên, hóa thành một đạo lưu quang màu lam bay như điện về hướng Cửu Nguyên Thành. Lưu Kim Thành phía dưới trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt phía sau, tốc độ Nhật Nguyệt Thần Chu nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hàn Lập thấy cảnh này, sau khi kinh ngạc, cũng rất mừng rỡ. Tốc độ phi hành Nhật Nguyệt Thần Chu vậy mà không chậm hơn mình phi đột, dựa theo tốc độ này, nhất định trong vòng 30 năm sẽ đến Cửu Nguyên Thành. Hắn rất nhanh thu tầm mắt lại, vung tay lên, mấy đạo kim quang bắn ra, hóa thành 4-5 cỗ đạo binh màu vàng, canh giữ ở trong phòng. Hắn lại phất tay mở ra không gian hoa chi, lách mình tiến vào bên trong. Chủ nhân, người đã xuất phát tiến về Cửu Nguyên Thành. Đề Hồn nhìn thấy Hàn Lập đi vào, tiến lên đón. Mà Tiểu Bạch lúc này đã bắt đầu tu luyện ở phía xa, cũng không đi đến. Hàn Lập gật gật đầu, kể đơn giản chuyện Nhật Nguyệt Thần Chu. Ta dò xét trong trí nhớ thần hồn Khê Đường trưởng lão, chủ nhân người tiến về Cửu Nguyên Thành, cưỡi Nhật Nguyệt Thần Chu là thích hợp nhất. Đề Hồn nói ra. A, Khúc Lân và Lam Nhan đâu? Lông mày Hàn Lập đột nhiên nhíu một cái, ánh mắt nhìn lại chung quanh. Giờ phút này hắn không cảm ứng được khí tức của bọn họ. Khúc Lân kia vừa rồi không có hảo ý dò xét khắp không gian hoa chi, ta thừa dịp bất ngờ, thi triển bí thuật làm cho hắn lâm vào mê man. Mà Lam Nhan kia mặc dù cầu cạnh chúng ta, có chút trung thực, bất quá lòng người khó dò, vì đề phòng vạn nhất, ta cũng làm cho nàng ngủ say rồi. Đề Hồn chỉ một tay về phía lầu các xa xa, nói ra. Thần thức Hàn Lập tìm kiếm, hai người Khúc Lân đều trong lầu các, mơ màng bất tỉnh, vuốt cằm nói. Cũng tốt, người có lòng rồi. Lần này hắn tiến vào, định tranh thủ thời gian trên đường này, tiếp tục dùng không gian chênh lệch thời gian để bế quan tu luyện. Hai người Khúc Lân có chút phiền phức, cho dù Đề Hồn không xuất thủ hắn cũng sẽ nghĩ cách phong bế thần thức ngũ giác hai người. Đang cân nhắc, Hàn Lập vung tay lên, từng đạo kim quang bắn ra, rơi vào chỗ lầu các hai người Khúc Lân, mở ra mấy tầng cấm chế, lúc này mới yên tâm. Hắn lập tức đi vào bên cạnh Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận, một góc đại trận đã vỡ vụn, toàn bộ Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận ảm đạm vô quang, sớm đã ngừng vận chuyển. Lần trước để thoát khỏi không gian linh vực, Hàn Lập bất đắc dĩ phải phá hủy một góc Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận. Cũng may Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận này là hắn tự tay bố trí, mà tài liệu bày trận vẫn còn thừa, chữa trị cũng không khó khăn. Hàn Lập vung tay lên, trên mặt đất nhiều ra một đống nhỏ vật liệu, chợt động thủ chữa trị đại trận. Chương 1209, không gian chênh lệch. Mất gần nửa ngày bận rộn, Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận đã chữa trị xong, một lần nữa nở rộ từng trận linh quang. Hàn Lập lại lấy tiên nguyên thạch trên người ra, đặt ở bên cạnh Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận, cung cấp pháp trận vận chuyển. Làm xong những thứ này, hắn mới khoanh chân ngồi xuống bên cạnh đại trận, do dự một lát, hắn bắt đầu triển khai linh vực bao lại Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận. Hắn còn chưa triển khai linh vực quá lớn, chỉ bao phủ chung quanh 20-30 trượng, dù sao linh vực mở ra càng lớn, tiêu hao càng nhiều. Mà Đề Hồn bây giờ đứng cách đó không xa, cũng bị linh vực bao lại. Thấy Hàn Lập mở ra linh vực, khuôn mặt Đề Hồn lộ ra vẻ hơi quái lạ, hiển nhiên không rõ cử động của Hàn Lập lần này có ý gì, nhưng cũng không lên tiếng quấy rầy. Ánh mắt Hàn Lập nhìn thoáng qua Đề Hồn, cũng không ly khai, trong miệng lẩm bẩm. Kim quang bên trong linh vực chớp liên tục, năm loại cụ tượng Chân Ngôn Bảo Luân, Đoạn Thời Lưu Hỏa bỗng dưng xuất hiện. Chân Ngôn Bảo Luân và Đoạn Thời Lưu Hỏa bay vụt lên cao, hóa thành một vầng trăng tròn màu vàng và một mặt trời màu vàng. Huyễn Thần Sa Lộ thì rơi xuống dưới đất, hóa thành một biển cát màu vàng. Đông Ất Thần Mộc thì chui vào trong biển cát, lập tức vỡ ra, một mảnh rừng rậm tươi tốt hiện ra. Quang Âm Tịnh Bình chớp động linh quang, hóa thành một dòng sông lớn màu vàng, ù ù chảy xuôi. Trong khoảnh khắc, linh vực Hàn Lập phóng thích hầu như biến thành một thế giới chân thật, chỉ là mặt đất biển cát và sông lớn màu vàng có chút hư ảo. Vào thời khắc này, Chân Ngôn Bảo Luân biến thành trăng tròn màu vàng đột nhiên hạ xuống, lơ lửng trên không Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận. Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận đại thịnh linh quang, cấp tốc vận chuyển. Chân Ngôn Bảo Luân cũng nở rộ quang huy gấp mấy lần, vận chuyển nhanh chóng, bất quá cả hai nghịch hướng chuyển động nhưng lại cộng hưởng với nhau. Mà giờ khắc này trong không gian linh vực, tiếng gió nổi lên, cát vàng bay múa cuộn lên, sông lớn màu vàng nổi lên sóng đục, mặt trời màu vàng đại phóng hỏa diễm, mặt đất rừng rậm tươi tốt cành lá cũng nhảy múa cuồng loạn, năm cỗ thời gian pháp tắc chi lực kích động kịch liệt. Hàn Lập nhướng mày, linh vực lần nữa thoát ly khống chế của hắn, tự động vận chuyển. Bất quá đã có kinh nghiệm lần trước, hắn vẫn không kinh hoàng, tùy ý để linh vực và Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận cộng hưởng. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ đùng bỗng vang lên, một mảnh kim quang chói mắt từ bên trong Chân Ngôn Bảo Luân nổ bể ra, hóa thành một gợn sóng màu vàng quét ngang toàn bộ không gian linh vực. Kim quang lan tràn lướt qua, Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận cũng bộc phát ra một hồi chấn động thời gian, cả hai lại tương dung với nhau. Bên trong không gian linh vực, năm cỗ thời gian pháp tắc chi lực kịch liệt xung đột nhanh chóng lắng lại, hết thảy khôi phục bình tĩnh, bất quá tốc độ thời gian trôi qua trong không gian linh vực trong nháy mắt nhanh hơn gấp vạn lần. Cái này là, mặt Đề Hồn lộ vẻ kinh ngạc, nàng cũng là người có kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền cảm thấy dòng chảy thời gian biến hóa bên trong linh vực. Nàng liếc nhìn Hàn Lập khâm phục vô cùng, lần trước Hàn Lập bố trí ra không gian chênh lệch thời gian gấp trăm lần đã làm cho Đề Hồn kinh hãi không thôi, trước mắt không gian chênh lệch thời gian gấp vạn lần càng làm cho nàng đầu dạp xuống đất. Chủ nhân chính là người mang thiên mệnh, ngày sau tạo hóa không thể hạn lượng. Đề Hồn thầm suy nghĩ, sau đó lập tức ngồi xuống, vận công luyện hóa hai kiện tiên khí U Minh Quỷ Trảo và Hồn Quỷ Sáo. Hai kiện tiên khí này có uy lực cực lớn, nhất là Hồn Quỷ Sáo, triệt để tế luyện, về sau có thể làm tán thần hồn địch nhân dễ dàng. Chỉ tiếc là Đề Hồn hay Khê Đường trưởng lão, đều vừa mới đạt được kiện tiên khí này, chưa kịp luyện hóa, triển khai ra không được bao nhiêu uy lực, nếu không Khê Đường trưởng lão cũng không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Hàn Lập tự nhiên không biết chính mình một phen thi pháp, khiến cho Đề Hồn càng thêm quy tâm, thấy không gian chênh lệch thời gian hình thành, hắn nhẹ nhàng thở ra. Không gian chênh lệch thời gian vạn lần này, không phải ngẫu nhiên hình thành là tốt rồi, chỉ cần có thể thuần thục nắm giữ, tốc độ tu luyện của hắn liền có thể lần nữa tăng lên gấp trăm lần. Chỉ là bây giờ linh vực liên hệ với hắn bị gián đoạn, nhất định phải tìm ra một phương pháp giải trừ không gian chênh lệch thời gian nơi này ổn thỏa, nếu không mỗi lần rời đi đều phải phá hủy Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận. Hàn Lập nhắm mắt vận chuyển Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết, cảm ứng thời gian chi lực lưu động chung quanh linh vực. Không gian chênh lệch trước mắt lúc này chính là kết quả giữa linh vực của hắn và Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận dung hợp, nếu muốn giải trừ không gian này chỉ có thể từ hai phương diện. Hàn Lập không biết nhiều về Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ phương diện linh vực, xem có thể một lần nữa đoạt lại quyền khống chế linh vực hay không. Kỳ thật lần trước lúc bị giam bên trong không gian này, hắn đã thử qua biện pháp này nhưng lúc ấy lòng hắn tràn đầy lo lắng, một phen thử nghiệm không có kết quả, liền nhanh chóng buông tha, rồi dùng man lực phá không gian chênh lệch thời gian này. Bây giờ Hàn Lập lần thứ hai tiến vào không gian chênh lệch thời gian này, tâm cảnh an định hơn nhiều, vận chuyển thời gian pháp tắc cẩn thận cảm ứng không gian linh vực chung quanh. Trong nháy mắt, 5-600 năm thoáng cái đã qua. Hàn Lập chậm rãi mở to mắt, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Trải qua những năm này tu luyện cảm ngộ, hắn phát hiện một ít tình huống lúc trước không chú ý tới. Đầu tiên là nguyên lý hình thành không gian chênh lệch, hắn cơ bản đã hiểu rõ. Lúc hình thành không gian chênh lệch còn dựa vào lực lượng Quân Thiên Nhật Quỹ. Quân Thiên Nhật Quỹ tuy rằng biến mất, nhưng thời gian pháp tắc chi lực và thần thông ẩn chứa trong đó lại không mất đi, chỉ là dung nhập cùng một thể với Chân Ngôn Bảo Luân mà thôi. Bây giờ Chân Ngôn Bảo Luân đã tương đương với Quân Thiên Nhật Quỹ. Vì vậy, Chân Ngôn Bảo Luân mới có thể cộng hưởng với Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận, bố trí ra không gian chênh lệch thời gian này. Chỉ là giữa Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết và Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận sinh ra tác dụng kỳ diệu nào đó khiến cho hiệu quả thời gian gia tốc tăng lên gấp vạn lần. Tiếp theo là vấn đề tiêu hao không gian chênh lệch lúc này, nguyên bản Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận cần tiêu hao tiên nguyên thạch và thời gian pháp tắc chi lực mới có thể thúc giục. Quân Thiên Nhật Quỹ và Chân Ngôn Bảo Luân dung hợp, không gian chênh lệch thời gian mới này cũng giống vậy, chỉ là thời gian pháp tắc bây giờ không còn do Tuế Nguyệt Thần Đăng cung cấp, bởi vì Tuế Nguyệt Thần Đăng đã sáp nhập vào trong đoạn thời lưu hỏa. Mà pháp tắc chi lực dùng cho không gian chênh lệch thời gian này là do linh vực của hắn cung cấp. Liên tiếp sáp nhập vào Tuế Nguyệt Thần Đăng, Quân Thiên Nhật Quỹ, còn có Lưỡng Sinh Thần Thụ, khiến bây giờ bên trong linh vực Hàn Lập, lực lượng thời gian pháp tắc hùng hậu vô cùng, trèo chống Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận vận chuyển vẫn dư xài. Hơn nữa thời gian pháp tắc chi lực bên trong linh vực mặc dù dùng hết, chỉ cần cho Hàn Lập một ít thời gian, hắn có thể khôi phục lại. Hàn Lập trước kia một mực lo lắng thời gian pháp tắc chi lực bên trong Tuế Nguyệt Thần Đăng dùng hết, lại phải tìm kiếm thời gian pháp tắc chi vật mới, cung cấp cho Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận vận chuyển. Hiện tại, vấn đề này đã được giải quyết, rốt cuộc không cần phải lo lắng nữa. Bất quá, cũng chính vì Quân Thiên Nhật Quỹ, Tuế Nguyệt Thần Đăng, những vật này sáp nhập vào bên trong linh vực Hàn Lập, bây giờ không gian chênh lệch thời gian này cũng hạn chế được nhất định. Hàn Lập vung tay lên, đoạn thời lưu hỏa biến thành mặt trời màu vàng ở giữa không trung hạ thấp xuống, đứng cách trước người hắn không xa. Lửa vàng bên trong mặt trời màu vàng cuồn cuộn ra, xuyên thấu qua ngọn lửa màu vàng có thể nhìn thấy bên trong có chừng 180 đoàn thời gian đạo văn, chỉ có điều đã có 5-6 đoàn phai nhạt dần. Thời gian linh vực tồn tại vốn có hạn chế, về sau thời gian đạo văn sẽ phai nhạt nhạt dần, linh vực sẽ tự động giải trừ. Bây giờ linh vực và Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận tạo thành không gian chênh lệch thời gian, tình huống có lẽ vẫn không thay đổi. Nếu vậy, Hàn Lập coi như đã tìm được một loại phương pháp giải trừ không gian chênh lệch thời gian này. Chỉ là phương pháp này quá nhiều cứng nhắc, chưa đủ linh hoạt, vạn nhất gặp phải tình huống khẩn cấp cũng không cách nào ứng phó, cho nên vẫn không thể làm. Hắn vung tay lên, mặt trời màu vàng bắn ra, một lần nữa bay vụt lên bầu trời. 5 ngón tay Hàn Lập vừa nhấc lên, đầu ngón tay bắn ra 5 đạo kim quang. Ở giữa kim quang ẩn chứa vô số phù văn màu vàng, tản mát ra 5 cỗ pháp tắc chi lực vô cùng cường đại. Trong miệng hắn lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, 5 đạo kim quang quay tít một vòng thình lình hóa thành 5 vòng tròn màu vàng, tản mát ra thời gian pháp tắc chi lực tăng vọt gấp mấy lần, sau đó chia ra chui vào bên trong trăng tròn màu vàng, mặt trời màu vàng, rừng rậm tươi tốt, sông lớn bành trướng, đất cát màu vàng phía dưới. Trăng tròn màu vàng, mặt trời màu vàng rừng rậm tươi tốt, sông lớn bành trướng, đất cát màu vàng đồng thời sáng lên, toàn bộ linh vực vận chuyển ù ù, trùng kích lên giam cầm chi lực của linh vực bên ngoài. Không gian linh vực lập tức rung động, nhưng chỉ như vậy, mặc cho trùng kích thế nào đi nữa, giam cầm chi lực chung quanh vẫn như cũ không gì phá nổi. Cách đó không xa, Đề Hồn vốn đang nhắm mắt tu luyện, lúc này cũng bừng tỉnh, nhưng chứng kiến vẻ mặt Hàn Lập ngưng trọng, vẫn không lên tiếng quấy rầy, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Toàn bộ linh vực cuồn cuộn như biển sâu sóng dữ, nhưng giam cầm chi lực bên ngoài vẫn một mực tồn tại, lù lù bất động, ngược lại Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận chung quanh chớp động linh quang kịch liệt, tựa hồ muốn tan vỡ. Xem ra chỉ dựa vào man lực vẫn chưa được rồi. Hàn Lập vội vàng ngừng trùng kích, tiếp tục như vậy, giam cầm chi lực bên ngoài linh vực chưa phá, Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận sẽ bị hủy. Tuy rằng như thế cũng có thể giải khai không gian chênh lệch lúc này, nhưng hắn phải tìm biện pháp khác. Hàn Lập nhìn linh vực chung quanh, không khỏi nhíu mày, cũng không nhụt chí. Qua quan sát 5-600 năm này, tuy rằng hắn còn chưa phát hiện nguyên nhân linh vực bị giam cầm, nhưng đối với loại giam cầm này giải trừ như thế nào, hắn đã có một chút ý tưởng. Hàn Lập phất tay lên, một cỗ kim quang bắn ra bao phủ những tiên nguyên thạch ở phụ cận Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận, cuốn chúng bay về. Tiên nguyên thạch bị hắn thu hồi lập tức biến mất vô tung. Hai tay Hàn Lập lập tức bấm niệm pháp quyết, kim quang trên thân nhanh chóng ảm đạm, tiên linh lực và thời gian pháp tắc trong cơ thể đều nội liếm, kiệt lực cắt đứt liên hệ bản thân cùng linh vực. Linh vực do dùng tiên linh lực của hắn để tạo thành, chỉ cần cắt đứt ngọn nguồn, linh vực chắc hẳn sẽ tự động đóng lại. Hàn Lập vừa cử động, linh vực phụ cận lập tức chớp động, tựa hồ muốn đóng lại. Thấy cảnh này, trong lòng hắn vui vẻ, nhưng vào thời khắc này, một cỗ lực lượng cắn nuốt vô cùng to lớn từ bên trong linh vực lộ ra, tiên linh lực bị che giấu trong cơ thể Hàn Lập lập tức không có lực phản kháng bị cưỡng ép lôi ra, lần nữa dung nhập vào bên trong linh vực chung quanh. Linh vực chớp động lập tức khôi phục ổn định, không chỉ như thế, bởi vì bên trong Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận không có tiên nguyên thạch cung cấp, Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận cũng điên cuồng bắt đầu thu nạp tiên linh lực bên trong linh vực. Song trọng phía dưới hấp thu, lập tức tiên linh lực trong cơ thể Hàn Lập nhanh chóng giảm bớt. Trong mắt hắn hơi híp lại, mặc cho tiên linh lực trong cơ thể chen chúc chui ra. Hàn Lập nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, tính toán xem tiên linh lực trong cơ thể mình tiêu hao không còn, linh vực có còn tiếp tục vận chuyển hay không. Bây giờ hắn đã tiến cấp đại la cảnh, tiên linh lực trong cơ thể vô cùng thâm hậu, song trọng linh vực và quang âm thiên tuyền đại trận phía dưới hấp thu trọn vẹn gần nửa ngày, rốt cuộc mới thấy đáy. Nhưng mà linh vực chung quanh và quang âm thiên tuyền đại trận không đình chỉ hấp thu, vẫn như cũng đang điên cuồng rút tiên linh lực trong có thể hắn ra. Chương 1210, 18 vạn năm, tiên linh lực trong cơ thể Hàn Lập nhanh chóng bị rút hoàn toàn. Nhưng, nguồn lực lượng cắn nuốt này vẫn không hề dừng lại, nó ép vào khí huyết hùng hậu trong cơ thể hắn rồi tiếp tục hấp thu. Hàn Lập cắn chặt hàm răng, đau khổ chống đỡ. Tuy nhiên, linh vực xung quanh không vì hắn tiêu hao hết sạch tiên linh lực mà ngừng lại, hơn nữa lực hấp thu hình như còn mạnh lên, cảm giác như quyết hút khô hắn mới thôi. Không tốt, trong lòng Hàn Lập căng thẳng, hắn muốn lấy thêm tiên nguyên thạch, đặt gần quang âm thiên tuyền đại trận. Nhưng ngay thời khắc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Linh vực chung quanh bỗng chấn động mạnh, lực lượng hấp thu bỗng mãnh liệt gấp mấy lần, bao phủ toàn thân hắn từ trên xuống dưới, thẩm thấu vào bên trong kinh mạch hắn. Thân thể Hàn Lập trở lên cứng ngắc, một ngón tay cũng không cử động được. Chuyện gì xảy ra, trong lòng khẽ run sợ, hắn cố hết sức huy động lực lượng toàn thân, nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Khí huyết trong cơ thể hắn nhanh chóng bị hấp thu, thân thể dần trở nên suy yếu vô lực. Trong đầu hắn cũng biến thành hỗn loạn, ngu ngơ như sắp rơi vào hôn mê. Đề Hồn thấy cảnh này, mặc dù nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng cảm giác được tình hình Hàn Lập không ổn. Chủ nhân, nàng hoảng hốt lên tiếng, phi tới chỗ Hàn Lập. Nhưng đúng lúc đó, một luồng kim quang mãnh liệt từ trong cơ thể Hàn Lập bộc phát ra, hình thành những đợt sóng vàng óng mạnh mẽ, hất văng Đề Hồn ra ngoài. Vô số kim quang phóng ra từ Hàn Lập điên cuồng tỏa ra bốn phương tám hướng. Lúc này Hàn Lập đang nhắm nghiền hai mắt, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Phần phật một tiếng, những kim quang kia đột nhiên quay về, tạo thành một vật giống như viên cầu màu vàng cao khoảng một trượng, bao bọc hắn lại. Vô số phù văn màu vàng bay lượn, vờn quanh viên cầu. Nó tỏa ra một ý cảnh của sự viên mãn, ngăn lực hấp thu của linh vực lại. Khí huyết đang xuất ra khỏi cơ thể hắn lập tức ngưng lại. Hắn giật mình một cái, tỉnh táo lại. Hàn Lập định thần một chút rồi nhìn qua viên cầu màu vàng quanh người, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Sau một lát, những ý cảnh pháp tắc huyền ảo không gì sánh được từ trong viên cầu kia truyền vào trong đầu hắn. Trong đầu Hàn Lập như có vô số sấm sét nổ vang. Từng câu từng chữ của công pháp Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết trải qua. Những lời chỉ điểm của Di La lão tổ với hắn đều hiện lên rõ ràng. Rất nhiều cảm ngộ do chính hắn tu luyện trước kia cũng hiện ra toàn bộ. Lập tức, những cảm ngộ này hòa làm một thể, hội tụ thành một điểm. Hai mắt Hàn Lập nửa mở nửa khép, tay phải đẩy vào hư không một cái nói, ngũ hành luân chuyển, liên miên bất tuyệt. Một luồng kim quang lớn bắn ra từ lòng bàn tay hắn. Kim quang lại ẩn chứa từng sợi tơ thời gian pháp tắc. Thời gian trước, Hàn Lập thu thập các loại vật liệu để luyện hóa sợi tơ pháp tắc. Sau khi tiến giai đại la, trong người hắn lại sinh ra thêm không ít. Hiện tại, sợi tơ thời gian pháp tắc trên người hắn đã đạt đến 330 sợi. Kim quang quay tít một vòng rồi hội tụ lại một chỗ, những sợi tơ thời gian pháp tắc kia cũng đều quấn quanh bên trong kim quang. Ầm ầm, một chấn động thời gian pháp tắc vô cùng dữ dội bộc phát ra. Tất cả kim quang, sợi tơ biến mất không thấy đâu. Chúng hóa thành một viên cầu màu vàng to bằng đầu người, tựa như một mặt trời nhỏ. Nó tản ra những rung động thời gian pháp tắc vô cùng vô tận. Viên cầu màu vàng lập tức bắn ra, dung nhập vào trong phạm vi linh vực. Ầm ầm, toàn bộ linh vực lung lay dữ dội, long trời lở đất. Một tiếng rắc rắc, tất cả giống như mặt kính, hiện ra vô số vết rạn nứt rồi sau đó vỡ vụn với những tiếng nổ ầm vang. Quang âm thiên tuyền đại trận cũng đình chỉ vận chuyển. Hàn Lập thấy hoa mắt, thân mình xuất hiện trong không gian hoa chi. Viên cầu màu vàng quanh người hắn đã biến mất không còn tăm tích. Hắn ngã bịch ra đất, miệng thở dốc. Lúc này, sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự vui mừng. Cuối cùng, hắn cũng từ trong không gian kia đi ra. Viên cầu màu vàng do thời gian pháp tắc hình thành kia, tựa hồ là hình thái biến hóa cuối cùng trong truyền thuyết của lực lượng pháp tắc, là pháp tắc chi cầu. Lúc trước, khi Di La lão tổ chỉ điểm Hàn Lập tu luyện, đã từng nói với hắn về các loại hình biến hóa của lực lượng pháp tắc, sợi tơ pháp tắc chi hoàn, và hình thái cuối cùng là pháp tắc chi cầu. Chỉ khi chân chính lĩnh ngộ được cảnh giới cao thâm của một môn pháp tắc, mới có thể thi triển ra thần thông pháp tắc chi cầu. Không ngờ, lần này bản thân hắn từ cõi chết trở về, vậy mà lại lĩnh ngộ ra loại cảnh giới này. Cùng lúc, Đề Hồn bay vụt tới, đỡ lấy người Hàn Lập, chủ nhân, người không sao chứ? Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Hàn Lập nhìn Đề Hồn khẽ gật đầu, ra hiệu mình không sao, đồng thời lấy ra hai viên đan dược hồi phục ăn vào rồi vận công luyện hóa dược lực. Đề Hồn nhìn ra Hàn Lập có chút suy yếu, nàng không tiếp tục tu luyện mà khoanh chân ngồi một bên bảo vệ. Thiên địa nguyên khí trong không gian hoa chi hội tụ về phía Hàn Lập. Đồng thời, từng luồng thiên địa linh khí từ không gian bên ngoài cũng cách không thẩm thấu vào trong không gian hoa chi. Không chỉ như vậy, còn có các loại nguyên khí khác trong không gian thẩm thấu vào, hỏa diễm chi lực, lôi điện chi lực, ất mộc chi lực, ma khí, thậm chí quỷ khí, vân vân. Chúng giống như trăm sông về biển, hội tụ vào thân thể hắn. Tu sĩ Đại La Cảnh điều khiển thiên địa nguyên khí so với cảnh giới trước, tinh diệu hơn gấp bao nhiêu lần. Đại La, chính là bao dung chư thiên không gian, vĩnh hằng tiêu giao chi ý. Cảnh giới này không phải chuyện đùa, há lại bình thường. Không biết qua bao lâu, Hàn Lập chậm rãi mở hai mắt ra, khí sắc trên mặt đã hoàn toàn khôi phục, lực lượng khí huyết hao tổn cũng đã hồi phục. Tiến cấp tới Đại La Cảnh, vận chuyển các loại nguyên khí trời đất nhập thể, thương thế khôi phục đặc biệt nhanh, nhất là khi Hàn Lập đã dung nhập lưỡng sinh thần thụ vào đông ất thần mộc, hóa thành thực thể. Lưỡng sinh thụ tựa hồ có tác dụng khôi phục thương tích thân thể, đông ất thần mộc kế thừa tác dụng này, sẽ giúp ích nhiều hơn. Chủ nhân, trước đó đã xảy ra chuyện gì? Thân thể của người không sao chứ? Đề Hồn ân cần hỏi. Chính Hàn Lập cũng không hoàn toàn hiểu rõ không gian chênh lệch thời gian kia, nên không nói rõ với Đề Hồn, chỉ hời hợt đáp, không có việc gì, ta mới bố trí ra không gian chênh lệch thời gian còn chưa viên mãn, vừa rồi bị không gian kia phản phệ, tuy nhiên cũng không tạo thành tổn hại gì nhiều, chỉ là tiêu hao một ít nguyên khí mà thôi, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt. Đề Hồn nhẹ nhàng thở phào. Hàn Lập cười nhẹ, sau đó quay đầu nhìn về phía xa, đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Hai luồng kim quang bắn ra, quấn lấy Tiểu Bạch và Tinh Viêm đồng tử đang tu luyện ở đó, bắt lấy cả hai mang tới. Bây giờ, năng lực điều khiển của hắn đã trí tinh, trí thuần. Tiểu Bạch và Tinh Viêm đồng tử thậm chí còn không phát hiện bị di chuyển vị trí, vẫn tiếp tục tu luyện. Hai tay Hàn Lập vung lên, một lần nữa mở ra thời gian linh vực. Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận lại kết hợp với linh vực, vận chuyển, hình thành không gian chênh lệch thời gian vạn lần. Khi bị linh vực bao lấy, Tiểu Bạch lập tức tỉnh táo lại. Nó nhìn thấy tình huống xung quanh, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tinh Viêm đồng tử đang luyện hóa viên yêu hạch tam túc kim ô, mặc kệ mọi chuyện, không hề thức tỉnh. Đây là ta mới bố trí không gian chênh lệch thời gian, so với thế giới bên ngoài, tốc độ thời gian trôi qua đã gấp vạn lần, về sau các ngươi đều ở nơi này tu luyện đi. Hàn Lập từ tốn nói. Tiểu Bạch giật nảy mình, gia tốc vạn lần, nói cách khác, tu hành ở nơi này một vạn năm, ngoại giới chỉ qua một năm sao. Mới đây chủ nhân vừa lĩnh ngộ ra loại thần thông này. Tốt rồi, chúng ta sang một bên tu luyện đi, đừng quấy rầy chủ nhân. Đề Hồn nói xong sau đó kéo Tiểu Bạch về một phía. Còn Hàn Lập thì nhắm mắt lại, tâm cảnh lắng xuống một chút rồi chậm rãi thi triển Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết. Mấy ngày trước, hắn bận rộn quá nhiều sự vụ, nhất là chuyện không gian chênh lệch thời gian càng quấy nhiễu tâm thần hắn. Bây giờ, vấn đề này rốt cuộc được giải quyết, tâm tình của hắn hoàn toàn thả lỏng, tất nhiên có thể bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, trùng kích tiên khiếu. Trước đó, khi không có không gian gia tốc vạn lần này, mà nhiệm vụ Luân Hồi Điện lại tới gần, hắn không muốn nâng cao tu vi. Bây giờ đã có không gian chênh lệch thời gian này, dĩ nhiên muốn tận dụng hết khả năng để nâng cao thực lực. Đáng tiếc, hiện tại trong tay Hàn Lập không có đan dược thích hợp để sử dụng, chỉ có thể hấp thu thiên địa nguyên khí để tu luyện. Cũng may là hắn đã đả thông 1800 huyền khiếu quanh thân, tiếp theo đả thông tiên khiếu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Từng đợt kim quang như hóa thực chất từ trên người hắn phóng xuất ra, bao phủ thân ảnh hắn vào bên trong, ngưng tụ thành một quang cầu màu vàng to bằng cả gian phòng. Nó không ngừng phập phồng, co rút, giống như một trái tim khổng lồ đang đập. Mỗi lần quang cầu đập, lại có những luồng thiên địa nguyên khí nồng đậm từ bốn phương tám hướng truyền tới, hội tụ vào bên trong. Thời gian đằng đẵng, đảo mắt đã qua 18 vạn năm. Không gian chênh lệch thời gian đột nhiên chớp sáng, nhanh chóng trở nên ảm đạm. Quang cầu màu vàng kia run lên rồi sau đó nhanh chóng thu liễm lại. Trong nháy mắt, nó biến mất không còn tăm tích, bóng dáng Hàn Lập vui vẻ hiện ra. Trên người hắn, kim quang chưa tán đi, vẫn còn những điểm sáng màu vàng óng dày đặc chi chít. Đó là tiên khiếu đã đả thông, đủ 460 cái. 18 vạn năm tu luyện, mặc dù không có đan dược hỗ trợ, Hàn Lập cũng đả thông thêm 100 tiên khiếu. Thế nhưng, giờ này hắn không chú ý tới những thứ đó. Ánh mắt hắn nhìn về không trung, vẫy tay một cái. Giữa không trung, Chân Ngôn Bảo Luân huyễn hóa thành trăng tròn bay xuống, dừng trước người Hàn Lập. Trên đó, thời gian đạo văn cuối cùng chậm rãi trở nên ảm đạm. Quả nhiên, Hàn Lập tự lẩm bẩm, thời gian đạo văn đều đã tắt, không gian chênh lệch thời gian mất đi chống đỡ, cũng sẽ giải trừ. Những năm này, hắn đã đả thông 100 tiên khiếu, lại tăng thêm 200 thời gian đạo văn. Hiện tại, toàn thân hắn có hơn 1800 thời gian đạo văn, có thể duy trì không gian chênh lệch thời gian 18 vạn năm. Dựa theo tính toán, mỗi một đoàn thời gian đạo văn, bình thường có thể duy trì thời gian tu luyện khoảng 100 năm. Ánh mắt Hàn Lập khẽ chớp, xoay chuyển ý niệm trong lòng. Xem ra, sau này cần gia tăng thời gian đạo văn trong cơ thể nhiều hơn mới được. Cùng lúc đó, Đề Hồn, Tiểu Bạch cũng thanh tỉnh lại. Tiểu Bạch đã luyện hóa hoàn toàn lực lượng huyết mạch Mặc Nhãn Tỳ Hưu của phụ thân nó, không khuếch tán ra bên ngoài chút nào, nhìn vào giống như một thiếu niên nhân tộc thuần túy. Khí tức trên người nó bất ngờ khổng lồ hơn rất nhiều, gần như đạt đến đại la cảnh trung kỳ. Khi Hàn Lập cảm ứng được khí tức Tiểu Bạch, ánh mắt không khỏi sáng lên, sau đó rất nhanh khôi phục lại bình thường. Bản thân Tiểu Bạch là truyền nhân duy nhất của Mặc Nhãn Tỳ Hưu, lại có quan hệ cực kỳ thân thiết với Bạch Trạch. Bạch Trạch không thể không cho nó các loại tài nguyên tu luyện. 18 vạn năm tu luyện, bình thường đối với tu sĩ đại la cảnh thì cũng chỉ là một cái búng tay, nhưng với tình huống Tiểu Bạch, tu luyện tới cảnh giới này cũng là hợp tình hợp lý. Khí tức trên người Đề Hồn cũng thay đổi mạnh, tuy so với Tiểu Bạch còn kém rất nhiều, nhưng trong tay nàng có Tán Hồn Quỷ Địch tương dung một thể với khí tức của nàng, hiển nhiên đã được hoàn toàn luyện hóa. Quỷ địch giờ phút này mặc dù không thổi, xung quanh thân sáo vẫn có thể nhìn thấy từng âm phù mơ hồ như quỷ ảnh, lấp lóe không thôi, biến ảo huyền diệu cực điểm. Hàn Lập chỉ nhìn thoáng qua, trong đầu như hiện ra những thanh âm quỷ khóc, lực lượng thần thức lập tức dựng lên. Lòng hắn hơi kinh hãi, vội vàng vận luyện thần thuật, trấn áp ba động thần hồn, rời ánh mắt đi. Lúc này, Tinh Viêm đồng tử cũng dừng tu luyện, nguyên khí hao tổn của nó đều đã khôi phục, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn không ít, ngọn lửa trên thân quay cuồng, tỏa ra nhiệt lượng và ánh sáng vô tận. Chương 1211, Thiên tai, thực lực của mọi người đều đã tăng lên. Hàn Lập đảo mắt nhìn qua ba người Đề Hồn, Tiểu Bạch và Tinh Viêm đồng tử, gật đầu cười nói. Chủ nhân đã tạo ra hoàn cảnh tốt như vậy, nếu chúng ta không nỗ lực tu luyện, chẳng phải đã phụ ân người sao? Đề Hồn cười nói, chủ nhân, sao tự nhiên lại dừng lại? Tiểu Bạch hỏi, vừa rồi nó đang tu luyện một môn bí thuật, đến thời khắc mấu chốt, nửa đường lại bị cắt ngang, cảm thấy không cam lòng. Không gian có sự chênh lệch thời gian vạn lần, đâu dễ dàng bố trí được. Thời gian sắp tới, có lẽ không thể bố trí thêm một lần nữa rồi. Hàn Lập lắc đầu, nói ra, trong cơ thể hắn, thời gian đạo văn đều đã trở nên ảm đạm, cần thời gian để chậm rãi khôi phục, hơn nữa. Hàn Lập quay đầu nhìn về phía Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận, tiên nguyên thạch đã không còn lại nhiều. Lúc trước tuy hắn đánh chết Khê Đường trưởng lão, lấy được pháp khí chữ vật, nhưng bên trong không có nhiều tiên nguyên thạch, chắc đã bị lão dùng vào việc mua quỷ hồn sáo rồi. Sau này muốn tạo ra không gian chênh lệch thời gian, ngoài việc phải đợi thời gian đạo văn khôi phục, còn phải gom góp một số lượng lớn tiên nguyên thạch. Nếu lại khôi phục thời gian lưu tốc giống như bên ngoài, trong thời gian ngắn, sợ là khó có thể tăng thực lực lên rồi. Tiểu Bạch thở dài nói, chủ nhân trăm cây nghìn đắng mới bố trí được không gian chênh lệch thời gian cho chúng ta tu luyện, người không cảm ơn thì thôi, lại còn dám nói chuyện vô lễ như vậy. Đề Hồn dùng quỷ hồn sáo gõ đầu Tiểu Bạch một cái. Một luồng âm thanh quỷ rít gào xâm nhập vào đầu Tiểu Bạch, toàn thân nó run lên. Đau quá, thần hồn của Tiểu Bạch dường như bị ác quỷ hung hăng cắn một cái, nó đau quá kêu to lên. Nó muốn nhào tới trước trả thù, nhưng liếc thấy quỷ hồn sáo, lại không dám tiến lên. Tốt rồi, đừng lộn xộn nữa, tuy không thể bố trí được không gian chênh lệch thời gian, nhưng các người cứ ở tạm trong không gian hoa chi tiếp tục củng cố tu vi, ta phải đi ra xem tình huống bên ngoài. Hàn Lập tách Đề Hồn và Tiểu Bạch ra, sau đó cả người khẽ động, rời khỏi không gian hoa chi. Đề Hồn và Tiểu Bạch chỉ là đùa vui, cũng không phải thực sự muốn đánh nhau. Hàn Lập đi rồi, cả hai tự tìm kiếm chỗ thích hợp, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Hàn Lập đi ra bên ngoài, mấy con đạo binh vẫn còn trong phòng, không có bất cứ dị thường nào. Hắn âm thầm gật đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phía dưới mặt đất là một dải núi dài màu vàng, kim quang lấp lánh, cây cối trên đó cũng có màu vàng. Chỉ nhìn sơ qua cảnh vật, hắn cũng không thể biết hiện tại Nhật Nguyệt Thần Chu đã bay tới đâu, vì vậy mở cửa phòng đi ra ngoài. Bất quá chỉ sau một lát, Hàn Lập liền trở về phòng. Vừa rồi hắn đi ra ngoài hỏi thăm một chút, Nhật Nguyệt Thần Chu đã bay được hơn nửa quãng đường, nếu không phát sinh vấn đề gì, còn khoảng 10 năm nữa là đến Cửu Nguyên Thành. Hàn Lập cũng không tiến vào không gian hoa chi nữa, dù sao không có không gian chênh lệch thời gian, ở nơi nào cũng giống nhau, hơn nữa đợi ở bên ngoài, nếu Nhật Nguyệt Thần Chu có gì bất thường, cũng có thể tùy cơ ứng phó. Hắn liền ngồi trên giường trong phòng, lật tay lấy ra một xấp ngọc giản. Tất cả đều là những tin tức có liên quan đến Đại Kim Nguyên Tiên Vực và Cửu Nguyên Quan mà hắn thu thập được khi còn ở Lưu Kim Thành, tuy rằng những tin tức này có chút vụn vặt, nhưng dù sao hiểu rõ thêm một chút vẫn tốt hơn. Đúng rồi, nữ nhi áo trắng kia thế nào? Hàn Lập đang cẩn thận đọc những tin tức này, hai hàng lông mày khẽ nhíu, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc trước luôn ở trong không gian hoa chi bận rộn tu luyện, hắn suýt nữa đã quên mất nữ ni này rồi. Hai mắt của Hàn Lập nổi lên những đạo ánh sáng màu tím, nhìn về vách tường sát bên. Trong vách tường sát bên dù có cấm chế, ngay cả căn phòng hắn đang ở cũng có cấm chế, nhưng làm sao ngăn cản được cửu u ma đồng của Hàn Lập, tình hình phòng bên lập tức hiện lên trong mắt hắn. Đám người nữ ni áo trắng lúc này đang ngồi tĩnh tu, cũng không xảy ra chuyện gì. Hàn Lập lộ ra vẻ do dự, không biết có nên tìm một cơ hội trực tiếp xác nhận với nữ ni áo trắng, xem nàng có phải là Dư Mộng Hàn hay không, bớt cho hắn phải tốn công đoán mò. Vào thời khắc này, một trận âm thanh bạo động từ bên ngoài truyền đến. A, đã xảy ra chuyện gì? Đuôi lông mày của Hàn Lập nhếch lên, vách tường bên trong phòng lóe lên ánh sáng màu lam, một ảo ảnh hình tròn xuất hiện, bên trong còn có nhiều phù văn màu lam, hình thành một pháp trận đơn giản. Xin thông báo với các đạo hữu, có một trận Kim Cương Phong cấp 5 đang ở gần, nhưng mọi người không cần phải lo lắng, cấm chế phòng hộ của thần chu đủ sức để chống cự, kính mong mọi người yên lặng ở lại trong phòng của mình, không nên đi lại xung quanh. Một tiếng nói ôn hòa từ bên trong pháp trận vang lên. Kim Cương Phong, ánh mắt Hàn Lập lóe lên. Trong những năm qua, hắn đã dùng đủ mọi biện pháp điều tra tin tức liên quan đến Đại Kim Nguyên Tiên Vực, cũng hiểu rõ hơn về nơi đây. Đại Kim Nguyên Tiên Vực cũng giống Tiểu Kim Nguyên Tiên Vực, nguyên khí thuộc tính kim cực kỳ phong phú. Chính vì vậy, thỉnh thoảng nguyên khí thuộc tính kim dung chuyển, sẽ hình thành một loại thiên tai gọi là Kim Cương Phong. Không phải Kim Cương Phong nào cũng giống nhau, Đại Kim Nguyên Tiên Vực tùy theo uy lực mạnh yếu của Kim Cương Phong sẽ chia thành cấp 1 đến cấp 9. Kim Cương Phong cấp 5 dù mạnh, nhưng Nhật Nguyệt Thần Chu vẫn có thể chịu được. Sau khi âm thanh từ trong pháp trận phát ra không lâu, một hồi âm thanh ù ù nổ mạnh từ đằng xa truyền đến. Hàn Lập nhìn xuyên qua cửa sổ, chỉ thấy một đạo kim tuyến xa xa lóe lên từ phía chân trời, tiếp đó tiếng nổ lớn như sét đánh cuồn cuộn vang đến, kim tuyến trong nháy mắt trở nên to ra, biến thành một mảng phong bạo bát ngát mênh mông. Những nơi phong bạo đi qua, cát đá bụi mù tung bay trong không khí, khắp nơi vang lên tiếng nổ mạnh ầm ầm, dãy núi bên dưới trong chớp mắt sụp đổ, bị nghiền thành đất bằng, vô số núi đá màu vàng bị cuốn vào trong gió lốc, cuồn cuộn kéo tới, tốc độ nhanh kinh người. Hóa ra đây chính là Kim Cương Phong, uy lực quả nhiên không nhỏ. Hàn Lập thì thào tự nói. Vào thời khắc này, ánh sáng màu lam trên Nhật Nguyệt Thần Chu chớp động, một màn bảo vệ màu lam dày đặc hình thành, bảo vệ toàn bộ thân thuyền. Phía trên màn bảo vệ màu lam có rất nhiều hoa văn hình ngôi sao chớp động liên tục, rất giống với chân cực chi mô của huyền tiên, làm cho người ta cảm giác không thể phá vỡ. Nhật Nguyệt Thần Chu vừa mở màn bảo vệ màu lam lên, phong bạo màu vàng liền mãnh liệt lao tới. Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên ảm đạm, sau đó cảnh tượng trời long đất lở diễn ra. Nhật Nguyệt Thần Chu run rẩy mãnh liệt, bị thổi bay ra ngoài, phía trong thuyền vang lên những tiếng kêu sợ hãi. Vào thời khắc này, phù văn trên cấm chế của Nhật Nguyệt Thần Chu sáng lên rực rỡ, giống như tinh vân quay tròn liên tục, mạnh mẽ ổn định lại, tiếp tục tiến về phía trước, nhưng tốc độ chậm gấp 10 lần. Dĩ nhiên Hàn Lập sẽ không bị hoảng sợ bởi chuyện nhỏ như vậy, hắn dùng thần thức cảm nhận tình huống của Kim Cương Phong bên ngoài một cách cẩn thận. Vào thời khắc này, cổng không gian hoa chi lóe lên ánh sáng, bóng người nhoáng lên, Đề Hồn từ trong đi ra, xuất hiện trong phòng. Chủ nhân, ta cảm giác được một tâm tình lo lắng từ phía bên ngoài truyền đến, có chuyện gì xảy ra sao? Sắc mặt Đề Hồn ngưng trọng hỏi, lập tức nàng thấy phong bạo màu vàng cuồn cuộn bên ngoài, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là một loại thiên tai đặc thù ở tiên vực này, Nhật Nguyệt Thần Chu đột nhiên gặp phải tai họa này, khiến cho hành khách trên thuyền có chút khủng hoảng mà thôi. Hàn Lập nói ra, hóa ra là như vậy. Sắc mặt Đề Hồn buông lỏng, ngươi xuất hiện cũng tốt, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. Căn phòng bên cạnh có một nữ tu, rất giống một bằng hữu ta từng quen biết ở hạ giới, nhưng đã trải qua nhiều năm, ta cũng không chắc chắn, ngươi có thể giúp ta dò xét một chút. Hàn Lập hỏi, với thần thông về thần hồn của Đề Hồn, cách một khoảng không dò xét một tu sĩ kim tiên, có lẽ cũng dễ dàng. Không vấn đề, là người nào? Đề Hồn nghe vậy hơi ngẩn ra, gật đầu nói, là nữ ni áo trắng ở phòng bên cạnh. Hàn Lập chỉ về phía gian phòng kế bên nói ra, đó là một mỹ nhân, chẳng lẽ là hồng nhan chi kỷ của chủ nhân? Đề Hồn dùng thần thức dò xét căn phòng bên cạnh, miệng nhỏ khẽ cười, hai ngón tay trỏ trụm vào nhau ra hiệu ám chỉ. Trước đây đã từng là bằng hữu của ta, cũng không thân thiết lắm, nếu thân thiết thì tự ta đã ra tay rồi, cần gì phiền đến ngươi. Hàn Lập lắc đầu, cười nói, ta sẽ giúp chủ nhân dùng pháp thuật điều tra một chút. Đề Hồn cười hắc hắc một tiếng, gật đầu nói. Sau khi nói xong, hai tay nàng vung vẩy bấm niệm pháp quyết, chỗ mi tâm hiện ra một luồng ánh sáng âm u, chuẩn bị khuếch tán rộng ra. Nhưng vào lúc này, sắc mặt Đề Hồn khẽ động, ồ nhẹ lên một tiếng, dừng tay lại. Sao vậy? Hàn Lập tò mò hỏi. Mấy người ở phòng kế bên thực sự rất cổ quái, đặc biệt trong đó có một người càng thêm thú vị. Đề Hồn khẽ cười nói, thú vị. Hàn Lập khẽ giật mình, hình như sắp có biến, nếu chủ nhân có hứng thú, không ngại đi xem một chút, kiểm tra tình huống sau đó rồi hãy nói. Đề Hồn cười thần bí, Hàn Lập bị Đề Hồn gợi lên sự hứng thú, vận chuyển Cửu U Ma Đồng nhìn về phía căn phòng cạnh bên. Bên trong phòng, đám người nữ nhi áo trắng cũng dừng việc tu luyện, nhìn phong bạo mãnh liệt bên ngoài, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ đều là tu sĩ kim tiên, nếu bây giờ ở bên ngoài, chỉ sợ trong nháy mắt xương thịt sẽ hóa thành cho bụi. Bây giờ phong bạo màu vàng càng lúc càng lớn, bên trong còn bắt đầu hình thành những thanh phong nhận lơ lửng, chém lên vòng bảo hộ màu lam trên thân Nhật Nguyệt Thần Chu. Ầm ầm ầm, hàng loạt âm thanh lớn vang ra, chỗ va chạm bắn ra ánh lửa cực lớn, nhưng mà vẫn không phá hư được vòng bảo hộ màu lam. Vòng bảo hộ màu lam tuy rằng có thể chống đỡ được phong nhận va chạm, nhưng không ngăn được những âm thanh nổ rung trời kia. Âm thanh cực lớn truyền vào trong Nhật Nguyệt Thần Chu, những hành khách có tu vi thấp không chịu được đều nôn ra máu tươi. Phòng của đám người nữ ni áo trắng bị âm thanh vang tới sau cùng, tuy tất cả đã bố trí hơn 10 tầng cấm chế, ngoài ra tự thân mỗi người còn bày ra tiên khí bảo vệ riêng, nhưng đáng tiếc đứng trước thiên uy như vậy đều không có quá nhiều tác dụng. Sắc mặt mọi người đều khó coi, chỉ có thể kiên nhẫn đau khổ vận công. Oa, mặt lão giả áo choàng xám bỗng nhiên ửng đỏ, miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người hỗn loạn. Tôn Đạo Hiếu, người không sao chứ? Người phụ nữ trẻ mặc quần đỏ thấy vậy, vội vàng ân cần thăm hỏi. Thanh niên áo đen nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Mà nữ ni áo trắng thì đảo mắt một cái, biểu hiện trên mặt vẫn bình tĩnh, không có chút dao động nào. Gã thanh niên mắt tam giác cũng liếc mắt về phía lão giả áo xám, trong mắt lại hiện lên vẻ khinh miệt. Không sao, tại hạ vài ngày trước đấu pháp với người khác, đan điền bị thương, mãi không khỏi hắn, vừa rồi bị âm thanh chấn động dẫn đến vết thương tái phát. Lão giả áo xám hít một hơi thật sâu, khoát tay nói. Người phụ nữ trẻ mặc quần đỏ và thanh niên áo đen nghe vậy, sắc mặt ổn định lại một chút. Các vị đạo hữu, Kim Cương Phong sẽ còn kéo dài lâu nữa, nếu tiếp tục như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ bị nội thương, tại hạ có một món tiên khí không gian, có thể ngăn cản lực chấn động này. Lão giả áo xám lấy ra một viên đan dược nuốt vào, sau đó hơi do dự, đột nhiên nói ra.